Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 76. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn bốn phía, hắn phát hiện mấy người bác lão đều không thấy tăm hơi. Vị trí hắn đang đứng là đỉnh một ngọn núi rộng lớn, khắp nơi mênh mông, trông không đến cuối cùng, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt. Hy vọng thời không tiểu bí cảnh này có thể có tác dụng đối với các ngươi. Không đợi Tiêu Phàm cẩn thận dò xét cái thế giới này, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng chân trời, tựa như từ mỗi một góc thế giới này truyền đến. Thời không tiểu bí cảnh, Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run lên bần bật, cắn răng nói, lão sư yên tâm, đồ nhi sẽ không làm cho người thất vọng. Người khác có lẽ không biết thời không tiểu bí cảnh đại biểu cái gì, nhưng tu la truyền thừa làm Tiêu Phàm hiểu rõ ràng. Nghe đồn, khi người lĩnh ngộ thời không áo nghĩa đạt tới cực hạn, hắn nắm giữ khả năng thời không xuyên toa, chỉ là thi triển loại năng lực này cần bỏ ra giá rất lớn, chính là thọ nguyên. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ bác lão đột phá chiến thần cảnh tại sao huyết khí không biến bao nhiêu, mà một mực duy trì như cũ. Phải biết, lần trước hắn nhìn thấy hề lão thành công mở ra tiểu thiên địa liền khôi phục bộ dáng trung niên. Tiêu Phàm chỗ nào không minh bạch, bác lão lĩnh ngộ thời không áo nghĩa xong, tất nhiên thi triển qua lực lượng thời không xuyên toa, tiêu hao thọ nguyên bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bác lão vẫn bảo trì vẻ già nua. Hơn nữa hắn đột phá chiến thần cảnh trung kỳ cũng có quan hệ với việc thi triển lực lượng thời không xuyên toa. Mà hiện tại bác lão hiển nhiên lại thi triển lực lượng thời không xuyên toa với bọn hắn, đối với bác lão mà nói nhất định sẽ chịu tổn thương to lớn. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng không kịp, Tiêu Phàm chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp di bổ bác lão. Hoan nghênh mọi người trở lại chiến hồn đại lục vạn năm trước, tốc độ thời gian trôi qua nơi này gấp 10 lần ngoại giới. Ở chỗ này các ngươi có thời gian 3 năm, 3 năm sau các ngươi sẽ tự động rời đi, hãy trân quý thời gian 3 năm này. Lúc này, thanh âm bác lão tiếp tục vang lên, nói xong câu đó, thanh âm bác lão triệt để yên lặng. Vạn năm trước, trong lòng Tiêu Phàm ngạc nhiên, bản thân chẳng lẽ trở lại vạn năm trước, thời đại dị tộc xâm lấn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cảm thụ được khí tức mênh mông cùng man hoang bốn phía, Tiêu Phàm biết bản thân có khả năng đã trở lại vạn năm trước. Tiêu Phàm lập tức xếp bằng ở một gốc cổ thụ, cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, tiểu thiên địa không cách nào sử dụng, chiến hồn không cách nào sử dụng, tất cả hồn binh không cách nào sử dụng. Hiện tại Tiêu Phàm trừ thân thể bình thường, cái khác hết thảy đều không cách nào sử dụng. Duy nhất làm hắn vui mừng là cảnh giới vẫn còn, hắn hiện tại vẫn là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Giống Ngao Ô không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng gầm thét, tiếng gầm gừ, mấy cỗ khí tức đáng sợ tập trung vào Tiêu Phàm, chỉ thấy một đầu quái thú toàn thân hiện lên huyết sắc từ cuối chân trời lao nhanh tới. Cửu giai đỉnh phong, cảm nhận được một cỗ khí thế cuồng bá, Tiêu Phàm cau mày, bản thân vừa mới xuất hiện liền gặp phải hồn thú cửu giai đỉnh phong. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm quay người bỏ chạy xuống dưới núi, nhưng mà hắn phát hiện tốc độ bản thân quá chậm, muốn phi hành đều không được. Thậm chí ngay cả tu la thần dực đều thi triển không ra. Ta cơ hồ lại trở về nguyên điểm. Tiêu Phàm không khỏi tự giễu, đắng chát cười nói. Không cách nào thi triển thân pháp chiến kỹ cùng tu la thần dực, tốc độ Tiêu Phàm rất chậm, vài đầu hồn thú phía sau rất nhanh liền đuổi tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn huyết sắc từ đỉnh đầu Tiêu Phàm nhảy vọt qua, rơi ầm ầm phía trước Tiêu Phàm nhìn thoáng qua thấy rõ ràng quái vật là bộ dáng gì. Hắn cùng chiến hồn đại lục hồn thú không có quá nhiều khác nhau, chỉ là con ngươi nó đỏ bừng vô cùng, lân giáp trên người có màu huyết sắc. Ngay lúc đó, bốn năm đầu hồn thú phía sau cũng bay vụt tới, cách Tiêu Phàm chỉ có mấy trăm trượng, thân hình bọn chúng vô cùng khổng lồ, Tiêu Phàm trước mặt bọn chúng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mỗi một đầu hồn thú đều hung lệ vô cùng, sát khí trùng thiên, cùng hồn thú trước đó Tiêu Phàm gặp qua có khác biệt rõ ràng. Lân giáp cùng lông vũ bọn chúng đều hiện ra huyết sắc. Chủ yếu nhất là từ trên người Tiêu Phàm chúng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này là cửu U Ma Thần. Thần sắc Tiêu Phàm đột nhiên run lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Hắn vội vàng ngừng thân hình, lúc này, một cái móng vuốt to lớn từ trên cao giận đập xuống, một kích này nếu đánh chúng,
cho dù không chết đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Bất quá, Tiêu Phàm cũng là từ trong núi thây biển xác bò ra, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lúc móng vuốt vỗ xuống, Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng về bên trong núi rừng phóng đi, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Phi, Tiêu Phàm từ mặt đất đứng lên, nhổ ra đất vụn trong miệng, lạnh lùng nhìn vài đầu hung thú. Giờ phút này, Tiêu Phàm phiền muộn tới cực điểm, có loại xúc động thổ huyết, vừa nãy hắn quỷ dị phát hiện, bản thân thậm chí ngay cả chiến kỹ dĩ vãng tu luyện cũng vô pháp sử dụng. Chẳng lẽ trừ cảnh giới, thực phải làm lại từ đầu? Tiêu Phàm nghĩ không ra là tại sao cảnh giới lại vẫn tồn tại, làm sao không dứt khoát xóa bỏ cảnh giới, kể từ đó trực tiếp liền có thể bị những hồn thú này một móng vuốt chụp chết. Chờ đã, ta hiện tại vẫn là chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là khi đột phá chiến thần cảnh, hiện tại khiếm khuyết chính là lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa. Tiêu Phàm cau mày một cái, con người hơi hơi sáng lên. Lập tức nghĩ thầm, lão sư phong cấm tất cả thủ đoạn ta, kể từ đó, ta muốn khôi phục toàn bộ thực lực nhất định phải một lần nữa tu luyện lại, trong quá trình này không những có thể phát hiện tự thân không đủ, làm vững chắc cơ sở, còn có thể để cho ta lĩnh ngộ áo nghĩa thích hợp nhất. Tiêu Phàm không phải người tiêu cực, hắn trong nháy mắt nghĩ đến bác lão dụng tâm lương khổ, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn trước đó tựa như DNG chạm đến cái gì, chỉ là chưa từng minh bạch, nhưng hiện tại Tiêu Phàm rốt cục nghĩ minh bạch, ta chính là Tu La Điện Chủ, lấy sát nhập đạo, dùng sát lục áo nghĩa để chứng con đường thành thần. Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm đột nhiên thập phần kiên định, hắn biết bản thân muốn đi con đường như thế nào. Giết, cũng không có nghĩa là vô tình, máu tanh và tà đạo. Trái lại, không giết cũng không có nghĩa là chính đạo. Trên đời này không có tuyệt đối chính nghĩa hay tà ác, lực lượng dùng đúng thì chính là chính đạo, dùng sai thì chính là tà đạo. Thời không này vừa lúc bị dị tộc xâm lấn, với ta mà nói chính là thời gian để ma luyện nền tảng chi tâm, sát thần, thời gian 3 năm này ta nhất định phải ma luyện một khỏa vô thượng sát tâm, đúc thành tu la chi mệnh. Tiêu Phàm tựa như sáng tỏ thông suốt, trên mặt hiện lên một ý cười tự tin. Tìm đúng phương hướng, Tiêu Phàm cũng không còn mê mang. Ứng phó vài đầu cùng giai hung thú, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Lúc này, vài đầu hung thú lần nữa nhào tới, hồn lực đáng sợ ba động ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Cản đường ta, giết, 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 Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, lần này, hắn không tránh không lùi, hướng thẳng đến một đầu hung thú trong đó đánh giết đi. Oanh một tiếng, một ngọn núi bắn bay, tiếng ầm ầm không dứt, bụi bặm đầy trời. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn từ mặt đất bay vụt lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới thân ảnh có một đạo bóng người cực kỳ nhỏ bé, một cước đá vào phía trên thân hình khổng lồ. Nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không ngừng, bóng người rành rành nhỏ bé như thế nhưng lực lượng lại kinh người. Chết, một tiếng quát lạnh từ trong miệng bóng người truyền ra, lập tức hắn một cước giẫm lên hư không đều bị một cước này đá nát. Có một vòng sáng hình tròn to lớn hướng về tứ phương khuếch tán đi, đem hư không cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, cả người như tiễn rời dây cung bắn ra, tốc độ không thể tưởng tượng, dường như sấm sét đá vào phía trên cái đầu khổng lồ. Ngao ô một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ thấy đầu quái vật khổng lồ đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán trên không trung. Thân thể khổng lồ hướng về hư không rơi xuống. Một tòa núi nhỏ bỗng nhiên bị nện thành đất bằng. Mà đạo bóng người kia liền giống như yến, vững vàng rơi vào phía trên một gốc cổ thụ, tóc trắng bay lên, đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Người này không phải ai khác mà là Tiêu Phàm, qua mấy canh giờ ác chiến, vài đầu hồn thú cuối cùng vẫn bị hắn giải quyết. Trong quá trình chiến đấu, Tiêu Phàm lấy tốc độ đáng sợ trưởng thành, tu luyện cùng lĩnh ngộ chiến kỹ dĩ vãng đều hiển hiện trong đầu hắn. Hơn nữa tất cả trong chiến đấu đều thi triển ra đến. So với chiến kỹ đã từng thi triển, Tiêu Phàm hiện tại thành thạo hơn quá nhiều, hoàn toàn đến cấp độ lô hỏa thuần thanh. Trong đầu hắn một mực hồi tưởng lại một khắc túy ông trước khi chết, một người, chân chính cường đại không nhất định phải dựa vào chiến kỹ, mà là đối với tự thân tu luyện. Tâm, thân cả hai không thể thiếu một, có một khỏa tâm cường đại mới có thể không sợ cường giả, dũng cảm tiến tới. Có một bộ thể phách cường tráng mới có thể khinh thường cùng giai, vượt giai chiến đấu. Nhìn mấy cỗ thi thể mặt đất, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc,
hắn thấy dị tộc cũng không gì hơn cái này, chí ít bọn hắn cũng có máu có thịt, có thể giết chết. Bọn hắn đến từ bên ngoài tinh không cổ lộ, chẳng lẽ thế giới kia thực cường đại nhiều như vậy sao? Nội tâm Tiêu Phàm lại một lần tự hỏi bản thân, việc này khiến hắn tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng. Bất quá hắn biết, muốn thấy được thế giới rộng lớn hơn, còn có một đạo cửa ải lớn phải xông vào, chính là sống sót bước vào tinh không cổ lộ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa chạy như điên, so với trước hoàn toàn không phi hành, hiện tại tốc độ Tiêu Phàm đã nhanh hơn không ít. Hắn giống như yến, phía trên dãy núi nhẹ nhàng điểm một cái, dường như viên hầu thả người nhảy lên vượt qua mấy dặm. Ở chỗ này hắn chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm này làm sao vượt qua, Tiêu Phàm đã có dự định. Hắn không muốn ở chỗ này bế quan tu luyện, đối với hắn mà nói, bế quan chỉ lãng phí thời gian mà thôi, hắn nắm giữ linh hồn phân thân hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn người khác. Tiêu Phàm cần là giết chóc bất tận, diệt những dị tộc này, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có lẽ, đây cũng là dự tính ban đầu của Bắc Lão, để Tiêu Phàm ở nơi này trong năm tháng vạn năm trước, mà luyện một khỏa sát lục chi tâm. Tu La Điện Điện chủ lịch đại đều là đại sát khí chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành đại sát khí của chiến hồn đại lục. Mấy canh giờ sau, Tiêu Phàm rốt cục lần nữa nhìn thấy mấy đầu hung thú khác, khí thế so với vài đầu lúc trước còn cường đại hơn mấy phần. Bất quá, lại cường đại như thế nào thì bọn chúng vẫn chỉ là cửu giai đỉnh phong, đối với Tiêu Phàm mà nói hoàn toàn tốt, dạng lực lượng này có thể chậm rãi rèn luyện hắn. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm lần nữa chém giết vài đầu hung thú, bất quá bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, đau đớn khó nhịn. Loại cảm giác này quá chân thực, hơn nữa không có đan dược, không có hồn thạch, hắn nhất định phải dựa vào lực lượng bản thân khôi phục thân thể. Lúc Tiêu Phàm ngồi xếp bằng khôi phục thương thế lại có mấy đầu hung thú vào tới, tựa như căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, chỉ muốn diệt giết nó. Ứng phó những hồn thú này, Tiêu Phàm dù là bị trọng thương cũng không có lui ra phía sau nửa bước, trong lòng chỉ có một chữ, giết. Hắn muốn giết tận dị tộc, hắn muốn giết đến thiên hôn địa ám, hắn muốn giết lãng lãng càn khôn, giết, 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 đây chú định là một con đường đầy xương và máu. Lúc chém giết vài đầu hung thú xong, thân thể Tiêu Phàm đã lung lay sắp đổ. Hắn máu me khắp người, tâm thần, hồn lực tiêu hao cực lớn, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tiêu Phàm kéo lấy bước chân trầm trọng, cưỡng ép nhìn xuống thống khổ trên người, mở mí mắt đã mệt rã rời ra, cố không cho bản thân ngủ. Hắn sợ bản thân sau khi tỉnh lại sẽ ly khai mảnh thời không thiên địa này, hắn không muốn lãng phí tâm huyết Bắc Lão. Đương nhiên, Tiêu Phàm càng không muốn bỏ qua cơ hội ma luyện sát tâm, rèn luyện sát lục ý chí. Rất nhanh đã qua nửa tháng, dị tộc chết ở trên tay Tiêu Phàm đã đếm không hết, hắn sớm đã là một huyết nhân, trên người kết thành huyết sắc u cục thật dày. Thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm đối với chiến kỹ lĩnh ngộ cũng đạt tới một cấp độ mới, thất phẩm bát phẩm chiến kỹ hạ bút thành văn. Dù là cửu phẩm, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện thi triển. Chỉ là chiến kỹ bình thường đối với Tiêu Phàm mà nói đã không có quá nhiều giá trị. Cửu phẩm chiến kỹ có mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ thần phẩm chiến kỹ, một khi đột phá chiến thần cảnh, cửu phẩm chiến kỹ cũng không có quá nhiều giá trị. Nhưng thứ một người tự thân lĩnh ngộ lại có thể theo cảnh giới biến hóa mà không ngừng mạnh lên, liền tựa như Tiêu Phàm đối với lĩnh ngộ kiếm đạo. Sát thần chi lộ, chú định phải cô tịch. Tiêu Phàm nhìn mấy cỗ thi thể dưới chân, thở dài một hơi nói. Theo thời gian đưa đẩy, cô độc cùng sợ hãi chậm rãi lượn lờ trong lòng, bất quá lại không làm gì được Tiêu Phàm, phải biết, tịch tính hải cũng không đánh gục được hắn. Sau 3 tháng, con người Tiêu Phàm trở nên vô cùng băng lãnh, không có bất cứ tia cảm tình nào, theo giết chóc gia tăng, lệ khí Tiêu Phàm cũng tăng lên. Hắn tựa như đang phát tiết, cũng giống như đang báo thù, nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Lúc cảm nhận được ba cỗ khí thế siêu cấp khủng bố bước tới, Tiêu Phàm chết lặng, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ý cười, dù chủ nhân là ba cỗ khí thế là thần giai tu vi hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, cầm một thanh kiếm gỗ trong tay nghênh đón. Lúc ba con hung thú thần giai sơ kỳ ngã xuống dưới chân hắn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong mắt phóng quang mang khát máu. Ánh mắt này nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi vô cùng,
ai cũng sẽ không nghĩ tới mắt người vậy mà có thể đáng sợ như vậy. Một năm sau, Tiêu Phàm đã như một cái xác không hồn, y phục trên người rách mướp sớm đã biến thành vải, mái tóc óng ánh trong suốt màu trắng cũng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhất là một túm râu ria đen làm hắn nhìn qua tựa như uống máu hung thú dị tộc. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ cần thấy được hung thú dị tộc, không cần đối phương xông lên, hắn liền sẽ không chút do dự xông lên, đem đối phương xé thành thịt nát. Trong đầu của hắn, chỉ có một chữ, giết, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc Tiêu Phàm bắt đầu dùng bất tận giết chóc, ở bên trong một phiến thời không khác, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích trong tay đại chiến tứ phương. Hắn không có máu tanh như Tiêu Phàm, nhưng cố cuồng bạo chi khí trên người lại nhiếp nhân tâm phách, dù là Tiêu Phàm nở rộ khí thế cũng hơi có chút không bằng. Lần lượt từng bóng người bị hắn đẩy lui, căn bản không tới gần được hắn trong vòng 10 trượng. Sau một lát, hơn 100 người đều bị Nam Cung Tiêu Tiêu đánh ngã trên mặt đất, không có một ai có thể đứng dậy. Còn có ai? Bàn tử cầm chiến thiên kích trong tay ngửa mặt lên trời kêu, cỗ khí thế kia xông thẳng đến cửu tiêu, ngay cả đám mây phía chân trời đều tiếp nhận không được cỗ uy áp kia. Quanh người hắn đan xen bạch sắc lôi điện, hóa thành một đạo quang cháo to lớn bao phủ hắn, chiến huyết sớm đã sôi trào. Lúc này, bàn tử lạnh lùng quét bốn phía một cái liền hướng lấy chân trời lao đi, nơi đó có một ngọn núi cắm ngược mây xanh, phách tuyệt hoàn vũ, khí thế kinh người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, ngọn núi kia chính là Thiên Thần Phong, bất quá là Thiên Thần Phong vạn năm trước mà thôi. Phía trên một vùng biển rộng nước biển bốc lên, cuốn lên mấy trăm hơn ngàn trượng sóng biển, dường như tận thế tiến đến. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt biển có từng đầu chân long đang thét gào, căm tức nhìn kim sắc sư tử to lớn máu me đầy đầu trên không trung. Huyết kim sắc sư tử mọc ra một đầu long vĩ, chân đạp hỏa vân. Bộ lông màu vàng óng quanh thân tản ra huyết sắc long lân, nó gào thét thiên địa, giống như một tôn hoang cổ thần thú uy thế cuồn cuộn. Phía trên mặt biển có trên trăm đầu chân long đều là tu vi thần giai, nhưng quả thực không ai dám tới gần nó, bọn chúng chỉ dám xa xa kêu gào khiêu khích. Hồi lâu, rốt cục có một đầu chân long chịu đựng không nổi, đạp không hướng về huyết kim sắc sư tử đánh tới, huyết kim sắc sư tử giơ vuốt nhẹ nhàng vung lên, đầu chân long liền kém chút bị chặt đứt. Nếu như không phải huyết kim sắc sư tử thủ hạ lưu tình, đầu chân long đoán chừng đã chết không thể lại chết. Chân long khác thấy thế, nơi nào còn dám cùng nó va chạm, đi lên nhất định chính là tự tìm cái chết. Lúc này, những chân long đó đột nhiên đều quỳ trên mặt biển, hướng về phía huyết kim sắc sư tử cung kính một xá, huyết kim sắc sư tử thấy thế, lúc này mới hướng về chỗ sâu biển cả đi đến. Rất hiển nhiên, huyết kim sắc sư tử chính là tiểu kim. Dạng sự tình này cũng phát sinh trên người Sở Phiền cùng Thạch Thánh, hai tiểu gia hỏa cũng đặc biệt bên trong thời không tôi luyện lấy. Thời gian 3 năm đối với người bình thường mà nói chỉ là bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt tức thì, nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bọn hắn mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất củng cố chiến thần cảnh. Cũng ngay khi tâm thần đám Tiêu Phàm chìm vào bên trong thời không vạn năm trước tu luyện, chiến thần đại lục lại phát sinh một việc đại sự. Điện chủ chiến thần điện tuyên bố một đạo chỉ lệnh, thần kiếp chi địa mở ra cho tất cả mọi người ở chiến hồn đại lục, hơn nữa hoan nghênh tất cả hữu chí chi sĩ tiến vào, vì chiến hồn đại lục tận một phần chút sức mọn. Đương nhiên, ai cũng biết, chỉ lệnh là cố ý châm đối các đại cổ tộc phát ra, bởi vì tu sĩ chiến hồn đại lục cửu vực sớm ngay ở trong tay chiến thần điện trưởng khống. Tu sĩ cửu vực, phàm là người đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện chủ động mang về thần kiếp chi địa. Nhưng người tam đại tổ chức sát thủ cùng cổ tộc lại không tuân theo quy tắc này. Hơn nữa, vì để người cổ tộc cam tâm tình nguyện tiến về thần kiếp chi địa, chiến thần điện còn tuyên bố mấy tháng sau, chúng thần mộ địa sẽ chính thức mở ra. Nghe thấy chúng thần mộ địa, chỉ cần là người biết rõ cái tên này đều không bình tĩnh, dù là các đại cổ tộc cũng bắt đầu dục dịch. Chúng thần mộ địa, đây chính là chiến trường chiến thần cảnh lúc trước, bên trong chôn giấu rất nhiều thi thể chiến thần cảnh. Vô cùng có khả năng được thần lực chi tinh. Được thần lực chi tinh liền có thể đột phá chiến thần cảnh, đột phá chiến thần cảnh, liền kéo dài thọ nguyên. Dạng dụ hoặc này không phải người bình thường có thể ngăn cản được, dù biết rõ là một cái mồi nhử của chiến thần điện, bọn hắn cũng sẽ phái người tiến vào. Nhất là những lão quái vật chiến thánh cảnh đỉnh phong,
thọ nguyên bọn hắn sắp hết, tự nhiên phải đến chúng thần mộ địa liều mạng. Chết, cũng sống ít đi mấy năm, sống sót, lại có khả năng sống thêm hơn vạn năm. Phòng nghị sự Độc Cô gia tộc, các đại lão tổ tề tụ một đường, ngoài ra còn có một chút trưởng lão Độc Cô gia tộc. Độc Cô Tuyệt ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế, đạm mạc nhìn Độc Cô Vô Trần phía dưới nói, chúng thần mộ địa, các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Vô Trần, ngươi tới nói một chút. Vâng, lão tổ. Trước mặt Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Vô Trần cũng có chút câu nệ, nói, lão tổ, ta cảm thấy chúng ta nên phái người tiến vào, chiến thần điện cố nhiên không có lòng tốt, nhưng cũng là hy vọng cho gia tộc chúng ta cường đại, bất quá ta lo lắng là bên trong chúng thần mộ địa cũng không có cái gọi là thần lực chi tinh, đến thời điểm liền trúc lam múc nước, công dã tràng. Độc Cô Tuyệt hài lòng nhìn Độc Cô Vô Trần một cái, ngươi không có bị lợi ích choáng váng đầu óc đã coi như không tệ. Bất quá ta có thể khẳng định một điểm là bên trong chúng thần mộ địa hẳn có thần lực chi tinh. A, Độc Cô Vô Trần hơi hơi ngoài ý muốn, chỗ sâu đáy mắt lóe qua ánh sáng, nếu Độc Cô Tuyệt chắc chắn như thế, chẳng phải là nói rõ hắn biết chúng thần mộ địa. Kể từ đó, Độc Cô gia tộc phải chăng có thể tận lực lấy thần lực chi tinh? Thân làm nhất gia chi chủ, đầu Độc Cô Vô Trần vẫn là chuyển rất nhanh, thời thời khắc khắc nghĩ rất chu toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như ta đoán không sai, nơi đó kỳ thật cũng không gọi là chúng thần mộ địa, mà gọi là thần linh cấm khu. Độc Cô Tuyệt hít sâu một cái nói. Hắn mị mị hai mắt, tựa như nhớ tới một chút chuyện cũ, thần sắc có chút ngưng trọng. Thần linh cấm khu, một đám tu sĩ hậu bối Độc Cô gia tộc nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Thần linh cấm khu, chẳng phải là cấm khu chiến thần cảnh. Dù là chiến thần cảnh tiến vào trong cũng chỉ có một con đường chết. Vậy nó tại sao lại xưng là chúng thần mộ địa? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đám người liền sáng tỏ thông suốt, chiến thần cảnh ở trong mắt người bình thường không phải liền là thần linh à, liền chiến thần cảnh tiến vào bên trong đều vô cùng có khả năng tử vong, dần ra thi cốt chiến thần cảnh trong phiến địa vực cũng nhiều hơn, xưng chúng thần mộ địa cũng không sai. Ta có thể khẳng định hai điểm, thứ nhất, dù là chiến thần cảnh tiến vào bên trong, gặp nguy hiểm không hề thấp hơn so với chiến thánh cảnh. Thứ hai, đúng trọng tâm chúng thần mộ địa nhất định có thần lực chi tinh, hơn nữa tay chiến thần điện còn không đưa tới bên trong, bọn hắn nhiều nhất vây chặt ở bên ngoài phiến địa vực kia. Độc Cô Tuyệt thập phần khẳng định nói. Lão tổ, tại sao chiến thần điện nói mở chúng thần mộ địa ra, kia không phải một chỗ bí cảnh sao? Độc Cô Tướng Đình lấy dũng khí hỏi. Nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình cũng dám hoài nghi Độc Cô Tuyệt, sắc mặt đám người Độc Cô Vô Trần biến hóa. Bất quá Độc Cô Tuyệt lại cũng không tức giận, ngược lại cười nói, nơi đó chỉ là một cổ địa đặc thù của thần chi kiếp địa mà thôi, bình thường trưởng khống trong tay chiến thần điện, những người khác vào không được, chiến thần điện tự nhiên nghĩ thoáng liền mở, cái này có gì không thể. Thì ra là thế. Độc Cô Tướng Đình minh bạch gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ, lão tổ vậy mà trả lời vấn đề bản thân. Đương nhiên, ta sở dĩ nói bàn tay chiến thần điện không đi vào là bởi vì một nguyên nhân khác. Độc Cô Tuyệt lại mở miệng nói, thần sắc thập phần đạm mạc. Nguyên nhân gì, có một trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Ánh mắt Độc Cô Vô Trần cùng những trưởng lão đều rơi vào trên người Độc Cô Tuyệt, bọn hắn lúc này mới minh bạch, nhà có một người già sẽ như có một bảo vật. Ngược lại là các lão tổ khác lại lộ ra vẻ tưởng nhớ, tựa như nhớ đến chuyện cũ xa xôi. Thật lâu. Độc Cô Tuyệt lúc này mới hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói cho các ngươi cũng vô dụng, biết rõ có ý nghĩa gì. Đám người lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản nhiệt tình tựa như trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Độc Cô Vô Trần, ngươi lựa chọn một số người đi, không cần thiết quá nhiều, gần 200 người, đi nhiều cũng không giá trị, mặt khác Độc Cô gia tộc cũng không cần từ chiến thần điện đi, đến lúc đó chúng ta đưa các ngươi đi qua, về thời gian hẳn kịp. Độc Cô Tuyệt lại nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Vâng, lão tổ. Độc Cô Vô Trần khá là kích động đáp, trên mặt các trưởng lão khác cũng lộ ra ý cười. Độc Cô gia tộc bọn hắn vừa mới cùng chiến thần điện khai chiến, Độc Cô Vô Trần tự nhiên không dám từ chiến thần điện tiến vào thần chi kiếp địa, đi đến đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nếu như từ bên trong hư không liệt phùng tiến về thần chi kiếp địa mà nói, bọn hắn lại không có khả năng xuyên qua hư vô, thậm chí còn khả năng bị hư vô phong bạo gạt bỏ.
những chuyện này đều không phải thứ bọn hắn muốn thấy, được Độc Cô Tuyệt nhận lời, Độc Cô Vô Trần bọn hắn tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hôm nay nói nhiều như vậy, tất cả mọi người tản đi. Độc Cô Tuyệt khoát khoát tay, sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, vô luận là thần kiếp chi địa cũng tốt, chúng thần mộ địa cũng được, các ngươi phải nhớ kỹ địch nhân chúng ta có rất nhiều, nhưng Tu La Điện nhất định là minh hữu Độc Cô gia tộc ta, nếu như làm trái, đừng trách bản tổ không khách khí. Vâng, cảm nhận được khí thế bàng bạc trên người Độc Cô Tuyệt, tất cả mọi người vội vàng cúi thấp đầu, liền sức phản kháng đều không có. Lúc bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần, Độc Cô Tuyệt cùng những người khác đã rời đi. Mấy ngày tiếp theo Độc Cô Vô Trần tự mình tuyển ra 180 người, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, mạnh nhất đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Bất quá Độc Cô Vô Trần lại không ở trong đám này, hắn muốn lưu lại xử lý sự tình Độc Cô gia tộc. Cũng không phải hắn không nguyện ý tiến về, mà là Độc Cô Tuyệt bảo hắn lưu lại, cũng cho hắn một mai thần lực chi tinh. Chuyện này khiến Độc Cô Vô Trần mừng rỡ như điên. Ngày thứ năm, Độc Cô Tuyệt để tam đại chiến thần cảnh cường giả tự mình hộ tống 180 người tiến về thần kiếp chi địa, cường giả chiến thánh cảnh Độc Cô gia tộc cơ hồ ít đi 1/3. Chiến thánh cảnh đỉnh phong càng thiếu mất một nửa, nhưng bọn hắn nhìn đến, đây là đáng giá. Dù chỉ có một người được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, cũng tốt hơn 180 người rất nhiều rồi. Độc Cô Tuyệt cùng mấy người khác lăng không đứng ở trên một tòa đỉnh núi, nhìn mấy chiến thần cảnh mang theo 180 tu sĩ chiến thánh cảnh tiến vào bên trong hư không liệt phùng. Gia chủ, những người này đều là thiên tài Độc Cô gia tộc ta, để bọn hắn đi như thế sao? Coi như được thần lực chi tinh, về sau tiền đồ cũng có hạn. Trong đó một người mở miệng nói, thần sắc có chút mê mang. Được Độc Cô Vô Trần chọn lựa ra đều là người nổi bật Độc Cô gia tộc. Nếu như những người này chết ở thần chi kiếp địa, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Ta cũng không hy vọng bọn hắn được thần lực chi tinh, mà hy vọng bọn hắn có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá chiến thần cảnh, tại chiến hồn đại lục quá an nhàn, chỉ có phiến cổ chiến trường mới có thể để cho bọn trưởng thành nhanh. Độc Cô Tuyệt lắc đầu nói. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng có chút sự tình cũng không phải bản thân không đành lòng liền không đi làm. Những người khác không mở miệng, bọn hắn làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Độc Cô Tuyệt đây, hồi lâu, người kia tiếp tục nói, phiến cổ chiến trường đối với bọn hắn mà nói có lẽ quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, lúc một người cuối cùng chiến hồn đại lục ngã xuống, ai sẽ thương cho chúng ta? Sẽ có người nói địch nhân chúng ta tàn nhẫn sao? Không có, thế giới tu giả vốn là tàn nhẫn, nghịch thiên mà làm cũng dám. Tại sao một chút giết chóc cũng không dám đối mặt? Hiện tại chết, cùng về sau chết không có quá nhiều khác nhau, duy nhất khác nhau là bây giờ còn có một cơ hội. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn lại làm sao không biết đạo lý này đây? Tương lai chiến hồn đại lục muốn đối mặt không chỉ có riêng cửu U Ma Thần, còn thêm chiến thần điện, chiến hồn đại lục nếu như chỉ dựa vào bọn hắn là còn thiếu rất nhiều. Tiêu huynh đệ đâu, làm sao hơn 3 tháng còn không có nhìn thấy hắn? Độc Cô Tuyệt nói tránh đi. Không biết, bất quá, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ tiến về thần kiếp chi địa. Một hồi bào lão giả hồi đáp. Ai, hy vọng hắn cũng có thể mau chóng trưởng thành, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. Độc Cô Tuyệt gật đầu, thở dài một hơi, thân hình biến mất tại chỗ. Thần sắc những người khác có chút mê mang, chậm rãi dung nhập trong gió. Trong một mảnh cổ chiến trường bị máu nhuộm khắp nơi đều có núi thây biển xương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí. Trong núi thây biển xương có một đạo thân ảnh nửa quỳ máu me đầm đìa, hắn một tay chống một thanh kiếm gỗ, miễn cưỡng gắng gượng chống cự thân thể. Cảm thụ thân thể không ngừng run rẩy, hai tay nhuốm máu gắt gao nắm lấy kiếm gỗ chậm rãi đứng dậy, con người đỏ bừng phóng ra vô tận huyết quang. Những nơi đi qua, huyết quang diệu thế, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong huyết quang có vô số hư ảnh khủng bố dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn. Có thật nhiều hư ảnh gặm nhắm huyết nhục những thi thể này, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ đến cực điểm, người bình thường thấy cảnh này đoán chừng sớm đã hôn mê. Nhưng mà cái đạo thân ảnh này lại đạm mạc vô cùng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn tựa như đã chết lặng, bởi vì những thi thể này đều bị hắn tự tay giết chết.
người này không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm. Thời gian 3 năm đã chậm rãi tới gần, 3 năm này Tiêu Phàm đã không biết bản thân giết qua bao nhiêu người, diệt bao nhiêu hung thú. Ý thức hắn đã sớm mơ hồ, chỉ có giết chóc khắc họa tâm hắn. Cặp mắt màu đỏ ngòm vô cùng đáng sợ, tựa như khám phá vạn vật thế gian, có thể nhìn rõ lòng người. Vì giết mà giết, cũng không phải là thứ ta muốn. Đột nhiên, Tiêu Phàm thốt ra một đạo thanh âm khàn khàn, đây là ý thức hắn mê mang, đầu tiên mở miệng nói câu kia. Chậm rãi, huyết sắc quanh người hắn thối lui, lộ ra một người mặc hôi sắc trường bào, thanh niên nam tử tóc trắng đón gió phất phới, đôi con người tựa như thế sự xoay vần. Tu La Áo Nghĩa, cũng không chỉ đơn giản là sát lục áo nghĩa, đắm chìm trong giết chóc sẽ từ từ quên mất bản thân, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà Tu La lại là chúa tể giết chóc, chúa tể bản thân, đây mới là đường ta nên đi. Thời gian 3 năm, Tiêu Phàm để một bộ linh hồn phân thân làm chủ bản thân, xác minh một đường sai lầm đối với hắn có dẫn dắt rất lớn. Lấy sát chứng đạo cũng không nhất định là vong ngã sát, đây chẳng qua là cái xác không hồn, là quái vật. Tu La cũng không phải là quái vật chỉ biết giết chóc, hắn cũng có tình cảm, có bản thân. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác Tu La điện chủ trước kia đều đi nhầm, đã sớm đi sai đường. Vô tận chiến quyết cũng không phải là muốn dung hợp càng nhiều chiến kỹ càng tốt, mà là phải lĩnh ngộ thứ thích hợp với bản thân nhất, 3 năm này ta lĩnh ngộ thập trọng vô tận chiến quyết thích hợp nhất với ta. Tiêu Phàm hiện ra một ý cười, hắn tựa như sáng tỏ thông suốt, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi tăng lên, sau một lát liền đạt tới một điểm giới hạn. Ngươi rốt cục ngộ. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng cười vui mừng. Theo thanh âm kia lên, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác thời không biến ảo, hô hấp đều cảm giác có chút ngạt thở, thân thể cũng căng cứng. Hô, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh tứ phương, lại phát hiện bản thân lơ lửng trong hư không, bên cạnh còn có Bản Tử, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh đang ngủ. Tại đỉnh đầu bọn họ còn lơ lửng một bức tranh huyền diệu. Dù là Tiêu Phàm cũng nhìn không thấu. Chủ nhân, lúc này, thanh âm chọc thiên hồng, thị huyết cùng kim giáp vang lên, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một tia nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác Tiêu Phàm khác, nhưng khác ở chỗ nào lại nói không được. Tiêu Phàm hướng về phía bọn hắn gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bắc Lão, hắn lách mình liền rời đi bức tranh trói buộc, xuất hiện ở bên người Bắc Lão. Thật sâu cúi xuống sống lưng rất tự hào, đa tạ lão sư. Ta cũng không có làm cái gì. Bác lão khoát tay một cái nói, hiền lành cười nói. Hai mắt Tiêu Phàm ửng đỏ, hắn như thế nào không biết bác lão bỏ ra, nhìn ra rẻ nếp uốn, tóc trắng khô cạn, trong lòng Tiêu Phàm liền rất lo lắng. Bác lão vì bản thân đã bỏ ra quá nhiều, mà bản thân lại một mực không có bất kỳ hồi báo gì. Tiêu Phàm không hy vọng bác lão giống như túy ông. Cuối cùng rời hắn đi. Mất đi thọ nguyên, ta nhất định thay lão sư bù lại. Tiêu Phàm thập phần kiên quyết nói ra, sau đó đưa tay vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 70-80 hạt châu sắc thái rực rỡ. Mệnh Nguyên Châu, Chọc Thiên Hồng trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, khóe miệng chảy nước miếng không ngừng, ở trong mắt Chọc Thiên Hồng, cho dù là một kiện thần binh đều so ra kém một khỏa Mệnh Nguyên Châu. Tiêu Phàm đem những Mệnh Nguyên Châu này đều đưa đến trước người Bắc Lão, nói, sư tôn, đây là một chút tâm ý đổ nhi, người nhất định phải nhận lấy. Trừ đáp ứng tô họa 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu, Tiêu Phàm cơ hồ đem tất cả Mệnh Nguyên Châu trên người cầm ra, hơn 70 khỏa Mệnh Nguyên Châu mới có thể làm dịu tình huống Bắc Lão. Đồ nhi ngốc, người không tốt hơn ta, vì sư tổn thất hơn ngàn năm thọ nguyên không đáng kể chút nào, ngược lại là ngươi, tuổi còn nhỏ liền tóc trắng bạc phơ. Bác lão trêu ghẹo nói, từ lần trước tổn thất 8-9 phần 10 thọ nguyên, mái đầu Tiêu Phàm bạc trắng không thể đen trở lại được, nếu như không phải thôn phệ mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu, đoán chừng Tiêu Phàm nhìn qua cũng như một lão nhân. Ta không phải lấy lão sư làm chuẩn sao? Tiêu Phàm cũng khó nói đùa, sau đó lại trịnh trọng nói, sư tôn, những Mệnh Nguyên Châu này mặc kệ có tác dụng hay không, ngài đều thu hồi đi, ta có Chọc Thiên Hồng đây, về sau không thiếu Mệnh Nguyên Châu. Được, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm. Bác lão nhìn Chọc Thiên Hồng một cái, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đem mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu thu hồi lại.
mà Trọc Thiên Hồng lại một mặt khổ bức, ta cũng không cùng ngươi tranh mệnh Nguyên Châu, các ngươi ngược lại đánh chủ ý lên ta. Trọc Thiên Hồng có loại xúc động muốn khóc, đáng tiếc hắn lại không thể làm gì, ai kêu nó là Trọc Mệnh Thiên Vĩ, chỉ là nó không biết Tiêu Phàm là như thế nào biết mình có thể chế tạo mệnh Nguyên Châu. Đúng rồi, thần kiếp chi địa chúng thần mộ địa đã mở ra, ta xem ngươi cũng nên lên đường. Bác lão lại mở miệng nói. Chúng thần mộ địa mở ra, Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, hắn nắm giữ tu la truyền thừa tự nhiên biết chúng thần mộ địa là nơi như thế nào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim bọn hắn một cái, lại hỏi, đại khái còn bao lâu thì sẽ mở ra? Không sai biệt lắm hơn một tháng, vi sư đưa ngươi đi, vẫn còn kịp. Bác lão cười nói, bất quá, ta mượn ngươi một người. Ai? Tiêu Phàm hỏi. Tiểu hài tử hồn tộc, ta cần hắn giúp ta làm một chút việc. Bác lão cười cười. Vậy hắn liền không đi với ta, mặt khác, ta phải đi thiên vực một chuyến. Sau này lão sư giúp ta đem bọn lão nhị đưa vào trong không gian bí cảnh, thế thì ta sẽ không cần chờ bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra. Không cần ta đưa ngươi đi. Bác lão ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Không cần, tốc độ ta mặc dù không nhanh như lão sư, nhưng chạy tới thần chi kiếp địa vẫn đủ dùng. Tiêu Phàm cười cười. Nắm giữ hồn thiên tinh hỏa toa, tốc độ cố nhiên không có xuyên toa không gian nhanh bằng bác lão. Nhưng hơn 2 tháng thời gian chạy tới thần chi kiếp địa cũng dư xài. Tốt, bác lão cũng không nói gì nhiều, hắn tin tưởng năng lực Tiêu Phàm. Sau đó Tiêu Phàm nói phương pháp mở bí cảnh không gian vạn thánh dược các cho bác lão, sau đó liền mang Trọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết rời đi. Hắn muốn đi thần kiếp chi địa trước, nhưng cũng không phải là một người, mà mang theo Cửu Đại Diêm La cùng tu sĩ chiến thánh cảnh Tu La Điện. Thần chi kiếp địa là một nơi giết chóc. Đối với sát thủ Tu La Điện mà nói tuyệt đối là một căn cứ thí luyện tốt nhất, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Phàm vốn muốn đi Nam vực tìm Diệp Thệ Thủy, lần nữa tiến về U Minh Thâm Giản, bất quá lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể đi thần kiếp chi địa trước. Cáo biệt đám người Độc Cô Tuyệt, Tiêu Phàm mang theo 30 kiện thần binh rời khỏi Độc Cô gia tộc, sau đó nhanh chóng hướng thiên vực. Lấy tốc độ Tiêu Phàm. Lần này vẻn vẹn tốn thời gian nửa tháng liền nhảy qua 2 đại vực, lòng đong vất vả mệt mỏi chạy tới thiên vực. Trong lúc đó, Bàn Tử cùng Tiểu Kim cũng thông qua không gian bí cảnh, truyền tống đến bên người Tiêu Phàm, bất quá Thạch Thánh lại đi theo Sở Phiền Lưu bên cạnh Bắc Lão. Không có hai tiểu quỷ nhỏ làm loạn, Tiêu Phàm cảm giác thời gian buồn tẻ hơn rất nhiều. Lúc bọn hắn chạy tới địa điểm cùng Ảnh Phong ước định, lại phát hiện Ảnh Phong, Phong Lang đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lần này bọn hắn dẫn người không nhiều, mỗi người cũng liền mang theo 2 đến 4 người, nhưng không ai không phải chiến thánh cảnh, những người này đã coi như là lực lượng mạnh nhất Tu La Điện, đương nhiên không tính những hung thú. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ, hơn 3 tháng trước Tiêu Phàm chém giết La Sinh Môn môn chủ cùng Diêm La Thiên Tử sớm đã truyền khắp chiến hồn đại lục. Tu sĩ Tu La Điện đối với Tiêu Phàm sớm đã có một loại sùng bái mù quáng, bây giờ nhìn thấy chân nhân. Nội tâm bọn hắn vô cùng kích động. Ảnh Phong bọn hắn gặp lại Nam Cung Tiêu Tiêu, lại hàn huyên thật lâu. Công tử, đoạn thời gian trước ta được tin tức Quan Tiểu Thất. Phong Lang đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói. Hắn ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, trừ sự tình Tu La Điện, Tiêu Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy những huynh đệ này. Một tháng trước hắn mang theo mấy người diệt phân điện chiến thần điện Tây Vực, nói muốn báo thù cho ngươi. Hơn nữa chảm một bộ lôi thân điện chủ chiến thần điện, về sau liền không thấy bóng dáng hắn, bất quá có người nhìn thấy hắn tiến về thần kiếp chi địa. Phong Lang lại bổ sung. Thần kiếp chi địa, trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người nói tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng chưa. Đừng nói Quan Tiểu Thất tiến về thần kiếp chi địa, trong lòng hắn cũng có một tia chờ mong đối với thần kiếp chi địa, bất quá hắn lại có chút bận tâm an nguy Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi. Đến thiên vực, có cần tới thăm mẹ hay không, đi lâu như vậy, đoán chừng làm cho mẹ lo lắng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Cuối cùng hắn vẫn quyết định không trở về cổ địa Sở gia, lấy hắn đối với Sở Thiên Minh biết, bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó mẹ. Hơn nữa, có Sở Thiên Minh, bảo hộ an toàn Sở gia cổ địa hẳn là cũng không có vấn đề. Điện chủ, tùy thời đều có thể xuất phát. Đám người cùng kêu lên, đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại.
bọn hắn vì một khắc này mà chuẩn bị hồi lâu, hiện tại rốt cục tiến đến. Mục tiêu thần kiếp chi địa, lên đường. Tiêu Phàm hít sâu một cái, quát. Bên trong một vùng tăm tối hư vô, Tiêu Phàm xoay quanh mà ngồi, thôi động hồn thiên tinh hỏa toa đối với hắn tiêu hao rất lớn, dù là hắn bây giờ đã một chân bước vào chiến thần cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ kiên trì nửa canh giờ. Nhìn thổ hoàng sắc tinh thần phía xa, thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, nguyên bản hắn coi là thần chi kiếp địa cũng chỉ xa như vậy, nhưng chân chính tiến về Tiêu Phàm lại phát hiện nó lại quá xa. Ta nắm giữ hồn thiên tinh hỏa toa, chỉ là chạy đi đoán chừng cần hao phí mấy ngày, người bình thường bằng vào chính mình đoán chừng muốn mấy tháng mới có thể chạy tới. Tiêu Phàm âm thầm tính toán. Tại chiến thần điện kiếm được mấy thần binh, Tiêu Phàm đã cảm thấy hồn thiên tinh hỏa toa tương đối thực dụng, tốc độ này dùng để chạy đi thật là không còn gì để nói. Nghỉ ngơi nửa ngày, tu la thần lực rốt cục khôi phục hoàn toàn, khi hắn chuẩn bị lần nữa chạy đi, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, tâm thần Tiêu Phàm trong nháy mắt đắm chìm trong thần cung một mảnh đen kịt, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, mỗi một chỗ không gian đều có thể thấy rõ ràng. Thần cung không lớn, cũng chỉ trăm trượng, chính giữa nằm dài một đầu hồn thú to lớn cao 10 trượng, chính là U Linh Chiến Hồn, hoặc có lẽ là Thí Thần Thú. Nó đứng ở đó, toàn thân đen kịt, trên người tản ra khí tức nhiếp nhân tâm phách cực kỳ đáng sợ, cho dù là Tiêu Phàm cũng có chút tim đập nhanh. Rốt cục thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khó nén tâm tình kích động. Thần cung thành công mở ra, linh hồn Tiêu Phàm liền có thể ở bên trong thần cung tu luyện, tốc độ tăng gấp bội, đây đối với Tiêu Phàm mà nói là một tin tức tốt không thể nghi ngờ. Nếu như có người biết Tiêu Phàm không chỉ mở ra tiểu thiên địa, hơn nữa còn mở ra thần cung, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Thần thể song tu. Người xuất chúng như thế dù tại chư thiên vạn giới cũng thập phần thưa thớt, gọi là tuyệt thế thiên tài. U Linh, về sau liền kêu ngươi thí thần đi, đây là danh tự ngươi lúc đầu. Linh hồn Tiêu Phàm xuất hiện ở trước người thí thần thú, cười nói. Tiêu Phàm biết rõ, về sau thí thần tuyệt đối là một đòn sát thủ lớn. Ea thanh âm thí thần thú non nớt truyền ra, nó hiển nhiên đã có linh trí bản thân, tựa như một hài nhi mới sinh. Chẳng qua nếu như khinh thường nó mà nói đoán chừng phải ăn một cái thiệt thòi lớn, thí thần thú đã sớm đột phá đến thần giai, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thì Tiêu Phàm cũng sẽ không thi triển lực lượng thí thần. Hảo hảo đợi bên trong thần cung, ta cũng nên làm chuẩn bị để đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, tâm thần liền rời khỏi thần cung. Lập tức Tiêu Phàm bỗng nhiên trợn hai mắt, toàn thân đan sen hừng hực hỏa diễm lần nữa hướng về thần kiếp chi địa phóng đi. Như thế lặp lại mấy lần, một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần to lớn rốt cục hiện lên hiện trong tầm mắt Tiêu Phàm, khôi phục tu la thần lực, Tiêu Phàm liền hướng về thần chi kiếp địa lao xuống. Tầm nửa ngày sau, một cỗ không gian áp bách nặng nề đập vào mặt, trọng lực đáng sợ so với chiến hồn đại lục không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Dù là thời gian ngắn nhục thân Tiêu Phàm đều có chút không thích ứng kịp, qua 10 cái hô hấp mới bình tĩnh xuống. Khó trách chỉ có chiến thánh cảnh trung kỳ mới có thể để bọn hắn bước vào thần kiếp chi địa, không gian nơi này cực kỳ kỳ lạ, chỉ có người lĩnh ngộ thiên địa chi thế mới có thể hoàn toàn hành động tự nhiên. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn không biết vì sao phải đột phá chiến thánh trung kỳ mới có thể bị chiến thần điện đưa vào nơi này, hiện tại hắn minh bạch, bởi vì chiến thánh cảnh sơ kỳ căn bản không có tư cách đặt chân đến mảnh không gian này. Tiêu Phàm hướng xuống. Cỗ trọng lực kia càng lúc càng lớn, cho dù là hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Bất quá, lúc cỗ áp lực này đạt tới đỉnh phong lại từ từ tiêu tán không ít, cuối cùng đại khái khôi phục lại cấp độ chiến thánh cảnh trung kỳ có thể tiếp nhận. Cho dù là Tiêu Phàm, nếu như không hạ xuống, mà là muốn lên cao rời khỏi thần kiếp chi địa mà nói cũng sẽ phải cố hết sức, thậm chí không có khả năng. Muốn bay khỏi thần chi kiếp địa đoán chừng cũng chỉ có chiến thần cảnh mới có thể. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bất quá nếu đến, Tiêu Phàm cũng sẽ không hối hận, hơn nữa hắn đối với bản thân đột phá chiến thần cảnh cũng tràn ngập lòng tin, nên không cần bao lâu. Một lúc lâu sau Tiêu Phàm rốt cục dừng lại tại một tòa đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu mấy hơi. Mặt đất một mảnh nhợt nhạt, sơn mạch như long, có nằm nghiêng, bao la rộng lớn, thiên khung hoàn toàn u ám, cho người ta một loại cảm giác ngạt thở. Làm cho người ta không thở nổi.
nơi xa cổ thụ che trời, thẳng tắp như từng chuôi thần kiếm cắm vào mây xanh, tản ra một cỗ sắc bén chi khí không thể địch nổi. Một cỗ mãnh hoang chi khí tốc thẳng vào mặt, trong không khí lưu động nhàn nhạt huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí, làm Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Lại nhìn một cái, ở giữa thiên địa đều dường như có thể thấy được một vòng huyết dịch màu đỏ tươi. Đây chính là thần kiếp chi địa trong truyền thuyết, thật đúng là một mảnh hung địa. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, chân mày nhíu chặt chậm rãi buông lỏng, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, bất quá đối với Tu La Điện mà nói cũng là một chỗ bảo địa. Nhìn mảnh cổ lão chiến trường này làm Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, nơi này không biết chôn giấu bao nhiêu máu cùng nước mắt anh liệt tiền bối, không biết chảy xuôi theo bao nhiêu anh hùng. Chính như cái tên thần kiếp chi địa này, nơi này đúng là cướp cường giả chiến thần chiến hồn đại lục trên vạn năm, người chết ở chỗ này đếm không hết. Thẳng đến hiện tại, chiến hồn đại lục thần linh chi khí đã bắt đầu khuyết thiếu, muốn đột phá chiến thần cảnh đều biến vô cùng gian nan. Máu tiền bối, xương anh liệt, trên từng mảnh cổ địa này viết lên một hành khúc sục sôi, thế hệ chúng ta kế thừa không chỉ là cừu hận, còn có hy vọng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tự nhủ. Thu liễm suy nghĩ, Tiêu Phàm phát hiện hai mắt bản thân vậy mà đỏ bừng, trong lòng như có một khối đá đè lên, mùi máu chua, thập phần khó chịu. Loại cảm giác này không chỉ hắn có, thí thần cũng sâu sắc cảm thụ được, nó nằm dài bên trong thần cung bi phẫn gầm to. Thí thần, người yên tâm, vô luận là cừu hận hay là hy vọng tương lai, Tiêu Phàm ta đều nhớ, mặc dù ta hiện tại còn không có đầy đủ thực lực, nhưng ta sẽ mạnh lên, thẳng đến khi chém giết tất cả địch nhân mới thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, âm thầm thề nói. Hắn không cho rằng mình là chúa cứu thế, nhưng nếu như ngay cả chiến hồn đại lục đều không dám chắc, vậy người nhà hắn, huynh đệ mình, thân bằng hảo hữu thì sao? Coi như không vì bản thân, vì vị trí bản thân hắn đều phải nỗ lực phấn đấu. Đột nhiên, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng đạo bóng người. Chính là Tiểu Kim cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn. Nơi này chính là thần kiếp chi địa, thần linh chi khí mặc dù mỏng manh một chút, nhưng so với chiến hồn đại lục nồng đậm hơn nhiều. Trọc Thiên Hồng mở miệng nói, trong mắt có vẻ hưng phấn. Cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định có thể luyện hóa 4 thành áo nghĩa bên trong thần lực chi tinh, đột phá thần giai trung kỳ tứ biến chiến thần. Kim Giáp Vỗ LNG ngực bảo đảm nói. 2 năm, quá dài. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Kim Giáp vội vàng ngậm miệng không nói, cũng không phải Tiêu Phàm không cho hắn thời gian 2 năm, mà là người khác chưa chắc sẽ cho hắn thời gian 2 năm. Cửu đại Tu La nghe lệnh. Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ nói. Có, mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, cung kính thi lễ nói. Điều tra trăm dặm chung quanh, bất luận sinh linh gì đều không được đến gần. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng vẻ ác liệt. Vâng. Đám người mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn kiên định gật đầu nói, tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao hướng về bốn phía bay đi. Tiêu Phàm mang theo Trọc Thiên Hồng bọn hắn xuất hiện ở một chỗ đất bằng, mấy người cung kính đứng sau lưng Tiêu Phàm, bàn tử cùng Tiểu Kim song song đứng, cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm người, những người này yếu nhất cũng chỉ là chiến vương cảnh. Dưới cỗ trọng lực áp bách to lớn, rất nhiều người căn bản đứng không vững, kém chút hướng về mặt đất ngã xuống, nhưng bọn hắn lại nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Những người này tu vi mặc dù có nhược điểm, nhưng ý chí thật đúng là cường đại. Trọc Thiên Hồng không khỏi khen ngợi từ đáy lòng. Kim Giáp cùng Thị Huyết cũng không nhịn được gật đầu, bọn hắn gặp qua không ít người, nhưng ý chí kiên định giống những người này lại hết sức thưa thớt. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn mấy trăm tu sĩ. Những người này không phải ai khác mà chính là 900 tu sĩ mà Tiêu Phàm bảo cửu đại Diêm La tìm, cầm đầu chính là Dịch Bằng. Công tử! Dịch Bằng đi tới trước người Tiêu Phàm, cung kính một xá, sau đó nghi hoặc nhìn bốn phía nói, nơi này là thần kiếp chi địa, Tiêu Phàm hồi đáp. Nhìn thấy mấy trăm bóng người, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, cũng không phải tu vi bọn hắn đột phá không ít. Mà là trên thân mỗi người bọn hắn phóng xuất cỗ tinh thần khí cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dịch Bằng huấn luyện mấy tháng hiển nhiên đã có hiệu quả. Nghe được bốn chữ thần kiếp chi địa này, tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí có một vòng cuồng nhiệt.
Một màn này ở trong mắt Trọc Thiên Hồng bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút người đứng đều đứng không vững vậy mà hướng về phía phiến cổ địa lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn còn coi là mắt mờ. Công tử, nơi này có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh trung kỳ mới có thể chịu được cỗ trọng lực cường đại này, những người khác căn bản khó mà hành động tự nhiên, chúng ta có không ít chiến vương. Dịch Bằng có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cũng chỉ gấp 10 lần trọng lực, chiến vương cảnh mặc dù hành động khó khăn, nhưng miễn cưỡng hoạt động vẫn là không có vấn đề gì, như thế cũng có thể nghiền ép tiềm năng tự thân, rèn luyện thể phách mạnh nhất. Dứt lời, Tiêu Phàm không còn để ý tới Dịch Bằng, mà nhìn về phía 900 người kia nói, có người nào muốn rời đi, hiện tại đi ra, bản điện chủ tuyệt không truy cứu. 900 người không một ai động, mặc dù bọn hắn có ít người đã có chút đứng không vững, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn đang kiên trì. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, những người này có lẽ không phải thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tâm trí kiên định nhất, mà Tiêu Phàm cần nhất chính là người như vậy, Tu La Điện cũng cần người như vậy. Ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ không hối hận quyết định này. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, từ hiện tại trở đi, tài nguyên Tu La Điện đều sẽ ưu tiên cho các ngươi. Mặt khác, chỉ có lục phẩm chiến hồn, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến khi đột phá chiến vương đỉnh phong, bản điện chủ liền ban thưởng ngươi thất phẩm chiến hồn, đợi đến khi đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bản điện chủ sẽ ban thưởng các ngươi bát phẩm chiến hồn. Ban thưởng chiến hồn, tất cả mọi người kinh ngạc, dù là tâm trí bọn hắn vô cùng kiên định, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến hồn không phải bẩm sinh à, làm sao có thể ban cho chiến hồn? Nhìn đến tất cả mọi người không tin, vậy ta liền thể hiện một chút vậy. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó chỉ một người trong đó nói, ngươi, đi lên. Đó là một tu sĩ chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm bảo hắn đi ra, hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn, nếu như chiến hồn không được thuế biến mà nói, khả năng cả đời hắn cũng khó có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều có ý chí như Túy Ông, có thể dựa vào một bát phẩm chiến hồn đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Người kia gian nan nhấc bước chân, hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn cách Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có mấy chục mét, lại đi 10 cái hô hấp. Bái kiến điện chủ, người kia cung kính quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm tìm hắn có ý gì. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh hắn, một cái tay rơi vào trên đỉnh đầu hắn, thân thể người kia đột nhiên trôi nổi, sau đó Tiêu Phàm nhắm hai mắt tinh tế cảm ứng. Sau một lát, Tiêu Phàm một cái tay khác duỗi ra một ngón tay đột nhiên tại hư không cua múa, những nơi đi qua lưu lại một đường đạo văn, huyền diệu đến cực điểm. Đám người mặc dù xem không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được đường vân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ băng lãnh, dưới sự thúc giục của Tiêu Phàm, đường vân đột nhiên chui vào bên trong mi tâm người kia. Ngay sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, phía sau người này đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh to lớn, chính là một đầu giao long to lớn. Đó là cửu phẩm chiến hồn băng tinh hàn giao. Có người hoảng sợ nói, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra, hư không hơi hơi chấn động. Oanh, một tiếng nổ vang, người kia tựa như xuyên phá một tầng cách ngăn, quanh thân cuốn lên một mảnh huyết sắc khí lãng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đột phá. Đám người kinh ngạc nhìn người kia, trong mắt đều là vẻ khó tin. Rất nhiều người hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng thêm kính sợ, nếu để cho chiến hồn một người trong nháy mắt tăng lên một phẩm giai cũng chỉ là thể hiện một chút mà nói, đại chiêu quyền cước của Tiêu Phàm sẽ có bộ dáng gì. Chiến đế đỉnh phong nếu như nắm giữ bát phẩm chiến hồn, mặc dù chạm tới thiên địa chi lực nhưng chiến hồn không cách nào rèn luyện hồn lực, cũng không cách nào đột phá chiến thánh. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn tự nhiên là nước chảy thành sông. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, hắn cũng bị chiêu này của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái, Tu La Điện là nắm giữ một khỏa tỏa hồn châu, có thể đem chiến hồn truyền cho những người khác. Nam Cung Tiêu Tiêu không biết là Tiêu Phàm căn bản không phải dựa vào tỏa hồn châu để cho người kia nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, mà là mượn nhờ lực lượng bạch thạch cùng hồn văn để thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn gần nhất trong cơ thể người kia. Điểm này Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, cũng xác minh qua nhiều lần, đều thành công. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dựa vào hồn văn để thức tỉnh chiến hồn mà nói thì rất khó,
nhưng mượn nhờ lực lượng bạch thạch, Tiêu Phàm lại dễ như trở bàn tay. Quá trình này tiêu hao năng lượng bạch thạch, bất quá điểm ấy năng lượng đối với Tiêu Phàm mà nói lại không tính là gì. Hiện tại các ngươi tin tưởng chưa? Chỉ cần cố gắng, các ngươi liền có thể được thực lực và tài nguyên các ngươi muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiêu này triệt để trấn trụ không ít người, nhất là những tu sĩ không hy vọng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Dịch Bằng cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm vì sao muốn đem một chút người có tu vi cùng phẩm giai chiến hồn cao thấp không đều tụ tập tại cùng một chỗ, vấn đề phẩm giai chiến hồn đối với Tiêu Phàm mà nói căn bản không tính là gì. Về phần tu vi, vậy thì phải dựa vào bản thân cố gắng. Điện chủ thần uy, 900 tu sĩ cung kính quỳ xuống dưới. Giờ khắc này, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm giống hệt nhìn một vị thần. Cũng chỉ có thần mới nắm giữ năng lực cải biến thiên phú tu sĩ, nói cho đúng, dù là chiến thần cảnh đều không thể nào làm được, nhưng Tiêu Phàm tại chiến thần cảnh lại làm được. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người liền chứng kiến một chiến thánh cảnh sơ kỳ sinh ra. Oanh, đang lúc đám người kích động, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh, thanh âm rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao quang kiếm ảnh hiện lên ở tầm mắt đám người, có mấy đạo thân ảnh càng là nhanh chóng hướng về phương hướng này nhanh chóng tới gần. Lúc thấy rõ ràng mấy đạo thanh âm, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lăng lệ sát khí, những người khác lưu ở chỗ này, chọc thiên hồng, đi với ta giết người. Chân trời, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, lộ ra thập phần chật vật, trong đó trên người một người còn khiêng một đạo thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm vừa đánh vừa lui. Mộ Dung Tuyết, không cần quản ta, các ngươi đi mau. Thanh âm suy yếu truyền ra, chỉ thấy trong miệng Lưu Ly chảy máu, phía sau lưng có dấu năm ngón tay đỏ tươi. Cõng Lưu Ly chính là Mộ Dung Tuyết, giờ phút này Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân nhuốm máu, bên trên LNG ngực có mấy vết kiếm dữ tợn. Điện chủ, người mau dẫn thất điện chủ đi, chúng ta ngăn trở bọn hắn một hồi. Đi mau, chỉ cần thấy được điện chủ đại nhân, các ngươi liền được cứu. Mặt khác hai người cũng vừa đánh vừa lui, đem Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bảo hộ ở trong, trên người sớm đã pha tạp vết máu. Hai người bọn hắn đều là chiến thánh cảnh trung kỳ, dạng thực lực này tại chiến hồn đại lục có lẽ còn có thể gọi là cường đại, nhưng tại thần kiếp chi địa không đáng kể chút nào. Dù là Mộ Dung Tuyết cách chiến thánh cảnh đỉnh phong chỉ có một bước cũng đều kém chút bị chém giết, huống chi là bọn họ. Bọn hắn sở dĩ còn có thể kiên trì đến hiện tại là bởi vì người đối diện trọng điểm đều ở trên người Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly. Đối diện bọn hắn lại là bảy đạo thân ảnh, trên thân mỗi người phát ra khí thế đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên, trong đó có hai người càng là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, lấy thực lực Mộ Dung Tuyết ngạnh kháng chiến thánh cảnh đỉnh phong là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cho dù lấy một đối hai đoán chừng cũng sẽ không ở vào thế hạ phong. Nhưng nơi này chính là thần kiếp chi địa, mỗi người đều là từ trong đống người chết bỏ ra, có thể sống sót, bản thân liền đại biểu cho thực lực. Chính là những chiến thánh cảnh hậu kỳ đó so sánh với tu sĩ chiến hồn đại lục cùng giai mà nói cũng tuyệt đối là cấp nhân vật tinh anh, hơn nữa thuật giết người của bọn hắn không biết cao hơn tu sĩ cùng giai trên chiến hồn đại lục bao nhiêu lần. Mộ Dung Tuyết bọn hắn đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói hai chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hai chiến thánh cảnh trung kỳ bỏ đi cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, các ngươi căn bản liền tư cách sống sót đều không có. Đoán chừng là mới từ chiến hồn đại lục đến thần kiếp chi địa, giết cũng liền giết, bất quá nữ nhân nhất định phải lưu lại, giải thèm một chút. Lần trước nếm mùi nữ nhân đã là mấy năm trước, nữ nhân trong thần kiếp chi địa quá ít, ta đều không nỡ giết nàng, vừa sờ nàng một cái, xúc cảm cũng khá. Ta nói Tam ca, ngươi không phải sờ nàng mà là độc ma trưởng A, coi như ngươi muốn giết nàng cũng phải để các huynh đệ hảo hảo thoải mái một chút chứ. Bảy người kia cười dâm, ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc cùng tà ác. Bọn hắn tựa như không nguyện ý lập tức giết Mộ Dung Tuyết bọn hắn, mà là phải hảo hảo đùa giỡn bọn hắn một cái, nhất là ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly tràn ngập tà dục. Đi mau, không cần quản ta. Sắc mặt Lưu Ly một trận biến thành màu đen, vẫn như cũ dùng hết khí lực cuối cùng nói ra. Câm miệng cho ta, cho dù là chết ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Thần sắc Mộ Dung Tuyết băng lãnh,
lấy ra một cái dây lưng nhanh chóng đem Lưu Ly trói cột vào phía sau. Nha, vẫn rất si tình, qua một lúc để ngươi tận mắt nhìn chúng ta hảo hảo yêu thương nữ nhân ngươi, đoán chừng kích thích hơn. Bảy người đột nhiên ngừng bước chân, trong đó một người tà tà cười nói. Nhìn thấy bảy người không tiếp tục xuất thủ, trong lòng Mộ Dung Tuyết thở phào, sau đó lạnh lùng nhìn bảy người đối diện, thần kiếp chi địa đều là thứ cặn bã như các ngươi sao. Không giết dị tộc lại ở chỗ này giết đồng bào. Bảy người nghe vậy cười càng thêm tà ác, trong đó một người mặc áo bào đen khinh thường nói ra, xem ra chính là người trẻ tuổi vừa tới, người biết nơi này là nơi nào không? Nơi nào? Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, hắn sở dĩ cố ý cùng bọn hắn rông dài chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn. Nơi này cách vị trí Tiêu Phàm bọn hắn không phải rất xa, chỉ cần Tiêu Phàm chạy đến, bọn hắn liền được cứu. Nơi này là bên bờ Cửu U Thiên Cốc, nơi này vốn ít ai lui tới, ở chỗ này giết các ngươi, không ai biết được. Tu sĩ áo bào đen cười gần nói. Cửu U Thiên Cốc, Mộ Dung Tuyết chỗ nào biết đây là nơi nào, bất quá hắn biết, đây khẳng định không phải là một nơi tốt. Lão Tam, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, kinh động những ma quỷ đó, đến thời điểm chúng ta khả năng liền không may, bắt được nữ nhân kia liền rời đi. Một áo bào xanh nam tử trung niên nói ra. Vâng, lão đại, hắc bào nam tử gật đầu, bọn hắn vừa mới tạo thành động tĩnh quá lớn, hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Vừa dứt lời, hắc bào nam tử lách mình liền tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trước người Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết không chút do dự một kiếm chém giết mà ra, trong lòng vô cùng nóng nảy, chỉ hy vọng Tiêu Phàm bọn hắn nhanh chạy tới. Để ngươi sống thêm mấy hơi thở. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Hắc bào nam tử nhe răng cười một tiếng. Lúc này, tốc độ một đạo thân ảnh khác càng nhanh, xuất hiện sau lưng Mộ Dung Tuyết, đưa tay hướng thẳng đến Lưu Ly chộp tới. Mộ Dung Tuyết lúc này mới biết rõ mục tiêu đối phương lại là Lưu Ly. Xuất thủ là lão đại thanh bào nam tử đám người này, thân làm chiến thánh cảnh đỉnh phong, thực lực hắn hoàn toàn thể hiện ra. Bắt được. Thanh bào nam tử nhe răng cười một tiếng. Cánh tay hắn cách Lưu Ly chỉ có không đến một thước này đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn thấy, Lưu Ly đã rơi vào trong tay hắn. Nhưng mà, đột nhiên một đạo huyết quang từ phía chân trời bay vụt tới, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một thước này dường như trở thành vĩnh hằng, cũng không còn cách nào tới gần. Phốc, một tiếng vang giòn, huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt xuyên thủng thanh bào nam tử. Thanh bào nam tử kinh hãi nhìn LNG ngực bản thân, nơi đó xuất hiện một cái xúc tu nhỏ bé. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, xúc tu nhỏ bé tản ra một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem tinh khí thần hắn hút không còn một mảnh, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong liền biến thành một túi da. Người cách khá xa nhìn thấy đạo huyết sắc lưu quang kia mà lạnh cả tim, tất cả mọi người đều cảm giác cổ mình bị người khác bóp lấy, dùng mình. Bọn hắn muốn chạy. Nhưng căn bản không thể động đậy. Chỉ có hắc bào nam tử lại cầm trong tay trường kiếm ngăn trở Mộ Dung Tuyết một kiếm, ha ha cười nói, lão đại, làm sao, người không nỡ ra tay. Không nỡ ra tay, mấy người khóe miệng giật một cái, bọn hắn rất muốn lớn tiếng gào thét nhưng căn bản không thể động đậy. Hắc bào nam tử cũng rốt cục phát hiện có chút không thích hợp, một kiếm chấn khai Mộ Dung Tuyết, nhanh chóng hướng về phía sau rơi xuống. Sau đó hắn vừa vặn nhìn thấy thây khô thanh bào nam tử, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà sau một khắc, một đầu huyết sắc xúc tu từ trong hư vô bốc lên đi ra, trong nháy mắt quấn quanh lấy hắn, đem hắn trói thành bánh chưng. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh, một con bạch tuộc to lớn đem sáu người bọn hắn gắt gao khóa lại, mà một hắc bào thanh niên khác tóc trắng lại lạnh lùng nhìn bọn hắn. Công tử, Mộ Dung Tuyết thấy thế một mặt mừng rỡ, sau đó phẫn nộ nhìn sáu người đối diện, công tử, mấy tên cặn bã này trọng thương Lưu Ly, còn giết hai người chúng ta. Các hạ, tất cả mọi người là người chiến thần điện, người cần phải. Hắc bào nam tử bị cuốn lấy hét lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, người như vậy cũng không đáng hắn để ý tới, hai đạo lục quang xông vào trong mi tâm hắc bào nam tử. Chủng ma chi thuật, ngươi là Tu La Điện chủ, những người khác lấy lại tinh thần, mặt xám như cho. Bọn hắn sớm đã nghe nói qua sự tình Tu La Điện chủ, chỉ là không nghĩ tới Tu La Điện chủ vậy mà đã đi tới thần kiếp chi địa,
bản thân mấy người vậy mà giết người Tu La Điện, đây không phải muốn chết sao? Sợ hãi, bất lực tràn ngập bên trong não hải mấy người kia, mấy người nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn nhưng lại bị xúc tu chọc thiên hồng quấn chặt lại. Đừng nói chiến thánh cảnh, dù là chiến thần cảnh bị nó cuốn lấy cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Tu La Điện chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn nói đùa, kẻ giết chết người Tu La Điện cũng đã bị ngươi giết, không liên quan chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cũng là bị hắn mê hoặc, chúng ta vô tội. Chúng ta nguyện ý rời khỏi chiến thần điện, gia nhập Tu La Điện. Lúc này, mấy người rốt cục chịu đựng không nổi sợ hãi, bắt đầu xin khoan dung. Hung danh Tu La Điện chủ bọn hắn đều nghe nói qua, đây chính là ma đầu giết người không chớp mắt, hiện tại mấy người giết người khác, hắn làm sao có thể buông tha cho mấy người. Sau một lát, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, đầu đuôi câu chuyện hắn đều biết nhất thanh nhị sở, những người này vậy mà chỉ là vì dâm ô liền giết hai người Tu La Điện. Phải biết, Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là chiến thánh cảnh, lại bị bọn hắn giết chết hai người, hơn nữa là vì lý do bẩn thỉu, chuyện này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Tu La Điện chủ, không, chủ nhân, ta sai. Thân thể hắc bào nam tử đã có chút nhũn ra. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm chém xuống cánh tay hắc bào nam tử, đem hồn giới trên ngón tay hắn lấy xuống, sau đó lạnh giọng nói, sai liền có thể giải quyết. Vừa nãy là ngươi giết người Tu La Điện ta, còn làm hài cốt bọn hắn không còn, ngươi rất tốt. Dù là thiên đao vạn quả đều khó mà tha tội, bất quá bản điện chủ nhân từ, ban thưởng ngươi thiên đao vạn quả. Theo thanh âm Tiêu Phàm rơi xuống, chọc thiên hồng vươn ra thân thể hắc bào nam tử nhưng mà làm tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, hắc bào nam tử vậy mà lấy ra một chuôi tiểu đao, bắt đầu cắt trên người bản thân. Thấy cảnh này năm người còn lại bị dọa đến tim mật phát lạnh. Bọn hắn giết qua không ít người, cũng gặp không ít máu tươi, thậm chí cũng từng tra tấn không ít dạng này. Nhưng khi dạng thủ pháp này dùng trên người bọn hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm lại không có để ý tới, hắn chạy đến bên người Lưu Ly, từ bên trong hồn giới người áo đen lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lưu Ly. Mộ Dung Tuyết, ôm nàng. Tiêu Phàm lại nói, Mộ Dung Tuyết có chút do dự. Bất quá vẫn hít sâu một cái đem Lưu Ly quấn ở trong ngực. Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm cắm ở trên lưng Lưu Ly, từng tia máu tươi thẩm thấu ra, quỷ dị là máu lại là màu đen. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm mới đem độc huyết trong thể nội Lưu Ly đẩy ra sạch sẽ, lập tức bàn tay dán trên đầu vai Lưu Ly, một cỗ hồn lực bàng bạc rót vào thể nội nàng. Mấy tức sau, Lưu Ly rốt cục mở hai mắt ra. Sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khi thấy Tiêu Phàm, Lưu Ly hai mắt đỏ bừng vô cùng, điện chủ, ta. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muốn cảm ơn thì cảm ơn Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lưu Ly lúc này mới nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, lại phát hiện bản thân vậy mà nằm trong ngực hắn, một bàn tay nương tựa trước ngực bản thân, hơn nữa tư thế thập phần mập mờ. Thật xin lỗi. Mộ Dung Tuyết cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng thu hồi bàn tay. Sắc mặt Lưu Ly cũng đỏ bừng như trái táo, một trận thẹn thùng, bất quá rất nhanh liền biến thành phẫn nộ, sát khí nặng nề nhìn mấy người kia nói, ta muốn giết các ngươi. Yên tâm, điện chủ sẽ giết bọn hắn. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng kéo Lưu Ly, hắn biết rõ Lưu Ly muốn báo thù cho hai người đã chết, nhưng như thế giết bọn hắn, quá tiện nghi bọn hắn. Lưu Ly vẫn như cũ khó nén vẻ phẫn nộ, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy một màn người áo đen kia cầm đao tự tàn cũng không nhịn được dùng mình. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ sau, người áo đen kia rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống. Mới 600 đao liền chịu không nổi, người trước đó không phải rất kiên cường sao? Tiêu Phàm thập phần khinh thường, lập tức đi đến bên người Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bốn người, nói chúng ta đi. Điện chủ. Người không giết bọn hắn, Lưu Ly lo lắng nói. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm muốn rời đi, nguyên bản kích động trong lòng vô cùng, nhưng nghe được Lưu Ly nói trong lòng giận mắng không thôi, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Phạm là người Tu La Điện, giết không tha, chỉ là chàng diện quá huyết tinh, sợ các ngươi không chịu được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, Chọc Thiên Hồng, giao cho ngươi. Yên tâm đi chủ nhân. Chọc Thiên Hồng đáp lại một câu.
Tiêu Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết mấy người rời đi, vừa đi ra mấy hơi thở, bọn hắn liền nghe được tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Mộ Dung Tuyết bọn hắn biết rõ khả năng đúng như Tiêu Phàm nói, tràng diện quá huyết tinh. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mấy người máu me khắp người, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn đi tới. Có người giết hai người Tu La Điện, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đem sự tình nói đơn giản một lần. Xem ra thần kiếp chi địa, nguy hiểm nhất cũng không phải là dị tộc, mà là nhân loại. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Đám người gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này Tiêu Phàm mới nói, kim giáp, thị huyết, nhiệm vụ các ngươi tiếp theo chính là thủ hộ đệ nhất lâu. Ta không hy vọng lại xuất hiện sự tình này. Vâng, thiếu chủ, kim giáp cùng thị huyết gật đầu, mặc dù bọn hắn muốn đợi bên người Tiêu Phàm, nhưng lại không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Phàm. Dịch Băng, nhiệm vụ ngươi chủ yếu chính là đem những người này bồi dưỡng thành tinh anh chân chính, tài nguyên tu luyện không cần lo lắng, bị thương cũng không cần lo lắng, hồn thạch, đan dược ta đều sẽ đưa cho ngươi, chỉ hy vọng lần tiếp theo mang theo các ngươi rời đi, những người này có thể chống lên một mảnh bầu trời Tu La Điện. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Dịch Băng nói. Vâng, công tử, Dịch Băng hít sâu một cái, hắn chỗ nào nghe không được ý tứ Tiêu Phàm đây, sau đó lại hỏi, công tử, người muốn rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lúc này Lưu Ly đột nhiên quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, điện chủ, ta muốn từ chính vị Diêm La Điện. Tại sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lưu Ly. Lưu Ly năng lực có hạn, hại các huynh đệ đánh mất tính mệnh, không xứng chi vị Diêm La Điện chủ, còn mời điện chủ thành toàn. Lưu Ly ngữ khí thập phần chân thành. Lưu Ly, cái này không liên quan tới ngươi, là những người kia cặn bã. Mộ Dung Tuyết vội vàng an ủi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly có một tia trìu mến. Ý ta đã quyết, Lưu Ly con người thập phần kiên định, bất quá ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết có vẻ tình cảm. Nếu như nói, nam nhân lý tưởng nhất trong lòng Lưu Ly là Tiêu Phàm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng phát hiện mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng lúc càng lớn, hai người không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Mặt khác, nàng cùng Mộ Dung Tuyết ở chung cũng không ít thời gian. Cảm giác vốn là không sai, nhất là vừa trải qua sinh tử, Lưu Ly lúc này mới minh bạch, trước mắt mới là chân thật nhất. Xem như đệ thất Diêm La, có lẽ là hào quang, nhưng thời gian 2 năm Lưu Ly phát hiện bản thân vô cùng mệt mỏi, để nàng làm một kẻ giết người thì có thể, nhưng trưởng khống một điện có chút lực bất tòng tâm. Tốt, bản điện chủ thành toàn ngươi, lập tức lên, ngươi liền làm đệ lục điện phó điện chủ. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra tình nghĩa giữa Lưu Ly cùng Mộ Dung Tuyết, hắn dù sao cũng là người từng trải. Đa tạ điện chủ. Trên mặt Lưu Ly lộ ra ý cười vui vẻ, mà Mộ Dung Tuyết lại hơi hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết còn không biết Lưu Ly, bất quá cũng không có người nào phá. Tốt, hiện tại nói một chút an bài tiếp theo. Tiêu Phàm đem suy nghĩ đám người thu lại. Mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Rơi vào một chỗ bên bờ vách núi, phía trước một mảnh hắc sắc nồng vụ bao phủ, nhìn không thấu, dù là lực lượng linh hồn đều không thể thẩm thấu đi qua. Đây chính là Cửu U Thiên Cốc, một đạo thanh âm vang lên, mở miệng nói chuyện là Bàn Tử. Tiêu Phàm an bài tốt sự tình Tu La Điện liền một mình mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rời đi, tám điện Diêm La phân biệt mang theo người mình rời đi. Mà đệ nhất lâu liền lưu lại. An toàn giao cho Kim Giáp cùng Thị Huyết, có truyền âm Ngọc Phù liên hệ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không lo lắng an nguy bọn hắn. Thần kiếp chi địa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, xung quanh có mấy chục vạn dặm, so với chiến hồn đại lục không tính là gì, nhưng mấu chốt là trọng lực nơi này rất lớn, coi như phạm vi hoạt động chiến thánh cảnh cũng rất nhỏ. Kể từ đó, mấy chục vạn dặm xung quanh cũng cực kỳ bao la. Vừa hạ xuống. Mấy người Tiêu Phàm liền nhìn bốn phía xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Bọn hắn phát hiện không ít vật sống, nhưng càng đến gần mảnh Cửu U Thiên Cốc, sinh linh cùng thảm thực vật càng ngày càng ít, mà ở bên bờ Cửu U Thiên Cốc đã nhìn không ra bất luận sinh linh cùng thảm thực vật gì. Nói là hẻm núi, không bằng nói là một mảnh vụ hải. Chọc Thiên Hồng chen lời nói. Hắc sắc nồng vụ không thể nhìn thấy phần cuối, không phải vụ hải thì là cái gì? Nghe nói Cửu U Thiên Cốc là bị người một kiếm chảm ra, các ngươi tin không? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra,
trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Lúc từ trong trí nhớ hắc bào nam tử tìm thấy được tin tức này, Tiêu Phàm hoàn toàn không tin, bất quá khi hắn cảm nhận được khí tức sương mù màu đen phát ra, Tiêu Phàm lại tin. Khí tức này cùng hắn gặp qua khí tức đầu lâu cửu u ma thần giống nhau y hệt, lại liên tưởng đến danh tự nơi này, vô cùng có khả năng chính là một kiếm cửu u ma thần chạm ra. Một kiếm chạm ra, cho dù chiến thần đỉnh phong đoán chừng cũng làm không được. Nam Cung Tiêu Tiêu hít một hơi lạnh. Vậy cũng chưa chắc, lịch đại Tu La Điện chủ cùng thí thần thú có thể làm được. Chọc Thiên Hồng lắc đầu, nó sống vạn năm, biết rõ rất nhiều bí mật. Bọn hắn không có siêu việt chiến thần cảnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Không biết. Chọc Thiên Hồng lắc đầu, hắn đối với lực lượng siêu việt chiến thần cảnh cũng tràn ngập chờ mong, chỉ là thời điểm nó vẫn là thần giai đỉnh phong liền bị người đưa tới chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, siêu việt chiến thần cảnh, đó là lực lượng đáng sợ đến mực nào, không nói hủy thiên diệt địa, đoán chừng cũng kém không nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lắc đầu, nói, siêu việt chiến thần cảnh quá mức xa xôi, trước đột phá đến chiến thần cảnh lại nói. Không sai, bước chân bước quá lớn, cơ sở không được vững chắc, mục tiêu chúng ta không chỉ có dừng ở chiến thần cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu rất tán thành gật đầu. Được chiến tộc truyền thừa cùng sư tôn Độc Cô Tuyệt truyền thừa, hắn cũng biết một chút bí mật, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên người lặng yên phóng một cỗ chiến ý đáng sợ. Chủ nhân, chúng ta đến nơi này làm cái gì? Chọc Thiên Hồng hỏi. Về sau gọi ta công tử đi, người biến thành hình người đi, kêu chủ nhân thật khó chịu. Tiêu Phàm nói ra, còn người lại nhìn qua chỗ sâu hắc phụ, chốc lát mới nói, nghe nói mỗi tháng nguyệt viên chi dạ, hắc phụ sẽ hóa thành từng đầu vụ kiều. Hoành khóa cửu u thiên cốc, đến lúc đó dị tộc đối diện liền sẽ giết tới. Dị tộc, ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lẽo. Nghe được hai chữ này, chỉ cần là tu sĩ có máu có thịt trên chiến hồn đại lục đoán chừng đều sẽ phóng ra sát khí. Xem ra chúng ta tới không đúng lúc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn không có tới gần, mà hướng về phía sau lui trở về. Tiêu Phàm từ trong trí nhớ hắc bào nam tử biết được tin tức, tại tình huống không có vụ kiều. Chiến thánh cảnh không thể hoành khóa cửu u thiên cốc, dù là chiến thần cảnh cũng không dám tự tiện xông vào trong đó. Chủ, công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Chọc Thiên Hồng vội vàng theo cùng. Bên này cũng có không ít dị tộc, nghe nói trong tay dị tộc có không ít đồ tốt, nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể lấy tới một chút. Tiêu Phàm cười cười, cười cực kỳ lạnh lùng. Phụ kiều không phải còn không có xuất hiện à, bên này làm sao có thể có dị tộc? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, nói ra, bình thường hay động não có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần phải dùng man lực. Ách! Chọc Thiên Hồng thập phần im lặng, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là dùng đầu óc tốt mà. Nam Cung Tiêu Tiêu cười vỗ vỗ bả vai Chọc Thiên Hồng, giải thích nói, ngươi nhìn, chúng ta trước đó ghé ngang qua địa phương lại không thấy người nào, điều này nói rõ tu sĩ chiến hồn đại lục bị buộc đi. Hoặc có lẽ là bọn hắn đang tại nơi khác chiến đấu cùng dị tộc. Nghe vậy, Chọc Thiên Hồng bừng tỉnh. Lần trước mấy người bị ngươi giết chết kia cũng là tới nơi này săn giết dị tộc, nếu như không phải bọn hắn cố ý tra tấn người Tu La Điện thì ta cũng sẽ không để cho ngươi hành hạ chết bọn hắn. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, đương nhiên, những người này dự tính ban đầu cũng không phải là săn giết dị tộc, mà là thu hoạch bảo vật. Có thể sinh tồn cùng tu luyện, cho nên tu sĩ chiến hồn đại lục chết trên tay bọn họ cũng có không ít. Nhìn đến, mảnh cổ chiến trường này so với trong tưởng tượng còn phải hung hiểm hơn, khó trách ngươi để bọn kim giáp bảo hộ người đệ nhất lâu, cũng để bọn hắn rời xa phương hướng cửu u thiên cốc. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bỗng nhiên minh bạch rất nhiều. Trước rời đi nơi này, tìm một tòa thành trì nghe ngóng vị trí chúng thần mộ địa. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn đến nơi này. Mặc dù là muốn giết dị tộc, nhưng chúng thần mộ địa hắn cũng không muốn bỏ qua. Tiêu Phàm đi xuyên qua man hoang đại địa, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm, thời gian ròng rã 3 ngày bọn hắn chưa từng nhìn thấy một đạo bóng người, đừng nói dị tộc. Lão Tam, ngươi nói hiện tại dị tộc đến cùng dáng dấp ra sao? Có phải cùng bên trong thời không tiểu bí cảnh một dạng hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu đã không kịp chờ đợi chiến đấu. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù tiến vào vạn năm trước,
nhìn thấy vô số hung thú cùng tu sĩ dị tộc, nhưng là hôm nay vạn năm sau, dị tộc phải chăng vẫn là bộ dáng này, Tiêu Phàm không rõ ràng. Công tử cẩn thận, Trọc Thiên Hồng đột nhiên kêu to, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, mặt đất dưới chân bọn hắn bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, mấy đạo lưu quang từ phía sau cự thạch đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong. Tiêu Phàm đánh giá người tới, đó là ba nam tử nửa người trên để trần, lộ ra da thịt cứng cáp hữu lực, dưới khố bọn hắn là ba con hồn thú dữ tợn, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nha, vậy mà không chết một tê, trong đó một nam tử hí ngược nói ra, ngữ khí đều là vẻ khinh thường, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm bọn hắn để ở trong mắt. Công tử, ba người là chiến thần cảnh, mà ba con hung thú lại là cửu giai đỉnh phong. Trọc Thiên Hồng bí mật truyền âm cho Tiêu Phàm bọn hắn, thần sắc có chút sốt ruột. Kỳ thật không cần hắn nói Tiêu Phàm cũng đoán được, trên người ba nam tử nở rộ khí tức đã siêu việt chiến thánh cảnh, cho dù ba con hung thú đều khiến trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm một cái. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thí thần bên trong thần cung đã bắt đầu táo động, thiếu chút nữa thì muốn xông ra thần cung. Loại cảm giác này Tiêu Phàm như thế nào không biết, đó là thí thần nổi giận. Trong thiên hạ, có thể làm cho thí thần phẫn nộ như thế cũng chỉ có địch nhân chiến hồn đại lục. Công tử, ta cuốn lấy ba người kia, các ngươi trước làm thịt ba con hung thú. Trọc Thiên Hồng hít sâu một cái truyền âm nói. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, ngược lại mị mị hai mắt, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu tà tà cười nói, lão nhị, ngươi không phải nói muốn nhìn dáng dấp dị tộc ra sao sao? Bọn hắn chính là dị tộc. Bọn họ là dị tộc. Dị tộc có bộ dáng như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn ba tên nam tử to con đối diện, đều là vẻ không thể tin. Đây rõ ràng là nhân tộc và hồn thú, chỗ nào giống với dị tộc? Hắn còn nhớ dị tộc bên trong thời không tiểu bí cảnh đều là huyết khí ngập trời. Vậy ngươi tưởng bọn chúng có bộ dáng gì? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Trong nội tâm hắn cũng hơi kinh ngạc, lần trước nhìn thấy dị tộc cả người đều bao phủ huyết mang. Mà hiện tại nhìn thấy ba người ba thú này lại chẳng khác gì người ở chiến hồn đại lục. Mặc dù nghĩ không ra nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn có thể khẳng định thân phận bọn họ, chí ít thí thần sẽ không lừa hắn. Ta còn tưởng rằng bọn họ là quái vật có khuôn mặt đáng ghét chứ. Nam Cung Tiêu Tiêu nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đang nhạo báng bọn hắn, ba người đối diện lập tức bạo phát sát ý, một người trong đó oanh một quyền về phía Tiêu Phàm. Ta cũng phải xem thử, máu dị tộc các ngươi có phải cũng màu đỏ hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, cầm chiến thiên kích trong tay trực tiếp xông lên. Đối diện chính là chiến thần cảnh, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không dám khinh thường. Chiến thần cảnh sơ kỳ, không biết là chiến thần mấy biến. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, từ khí tức người kia tỏa ra, người này hẳn ngang ngang với Diêm La Thiên Tử. Nam Cung Tiêu Tiêu được chiến tộc truyền thừa. Thực lực hẳn sẽ không kém, ứng phó một tên chiến thần cảnh sơ kỳ hẳn không thành vấn đề. Cùng tiến lên, mấy người này có chút cổ quái. Người kia bị Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn cản, sắc mặt vui đùa không còn nữa, hắn lập tức lớn tiếng giống to một tiếng. Giết, hai người khác thấy thế liền không chút do dự xông lên, sát phạt chi khí bạo phát, vô cùng lăng lệ hung mãnh. Trọc Thiên Hồng, ba con hung thú kia người phụ trách giải quyết. Ứng phó dị tộc không luận sinh tử. Tiêu Phàm để lại một câu nói, dẫn đầu xông vào một người trong đó. Hai người kia vừa ra tay, trong lòng Tiêu Phàm liền buông lỏng một hơi, bởi vì bọn hắn hiển lộ thực lực đều là chiến thần cảnh sơ kỳ. Ứng phó chiến thần sơ kỳ, dù Tiêu Phàm chưa đột phá chiến thần cảnh cũng không có quá nhiều e ngại. Vâng, chủ nhân, hai mắt Trọc Thiên Hồng tỏa sáng, biến hóa thành bản thể nhào về phía ba con hung thú kia. Ở trong mắt nó, đây không phải là ba con hung thú mà là một món ăn ngon, có thể làm cho nó nhanh chóng khôi phục tu vi đỉnh phong. Về phần cái kia ba tên chiến thần cảnh dị tộc, dĩ nhiên chính là đá mài đao của đám Tiêu Phàm. Giống, Tiểu Kim đồng thời xuất thủ, thân thể trong nháy mắt biến thành huyết kim sắc, một cỗ long uy cuồn cuộn tản ra. Đám người xuất thủ thập phần tấn mãnh, nhưng mà quỷ dị là hư không vậy mà không có vỡ ra. Mặt đất so với chiến hồn đại lục kiên cố hơn nhiều. Không gian thần kiếp chi địa so với chiến hồn đại lục quả nhiên vững chắc hơn nhiều,
người ở đây đoán chừng muốn tiến về chiến hồn đại lục đều không có khả năng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, còn những tu sĩ chiến thánh cảnh tiến vào thần chi kiếp địa, nếu như không gia nhập chiến thần điện, vậy muốn rời khỏi thần chi kiếp địa là chuyện không thể nào. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi, bác lão đều có thể rời khỏi nơi này, hắn tin mình cũng có thể làm được. Thời gian nửa chén trà nhỏ, ba con dị tộc hung thú bị chọc thiên hồng thôn phệ không còn một mảnh, Tiêu Phàm cũng không ngăn cản hắn. Bất quá lúc này, ba tên chiến thần cảnh cũng có chút kinh khủng, thực lực bọn hắn tại đồng bậc cũng xem như cường giả, nhưng hiện tại lại bị ba tên chiến thánh cảnh đỉnh phong đè lên đánh. Nơi đó còn có chọc thiên hồng đang nhìn chằm chằm, vừa rồi dư quang bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía chọc thiên hồng, ba người đều bị năng lực quỷ dị của chọc thiên hồng làm cho chấn kinh. Bọn họ đều là thần cấm thiên tài, đi mau. Một người trong đó hét lớn, lách mình hướng về nơi xa bỏ chạy, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị truy theo. Tiểu kim, không cần truy, lưu lại hai tên này. Tiêu Phàm kêu to, thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng một tên chiến thần cảnh muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có khả năng đuổi kịp. Lưu lại chúng ta, cho dù các ngươi là thần cấm thiên tài, lại như thế nào? Hai người tựa như nghe được trò cười to lớn nhất, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, bóng đen mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp nuốt người trước mặt hắn vào. Thí thần, một người khác bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, xoay người liền chạy, nhưng mà lúc này... Mấy đạo huyết sắc quang ảnh từ hậu phương gào thét lao tới, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể hắn, không thể động đậy được nữa. Người chạy trốn tới nơi xa thấy thế liền run lẩy bẩy, không có khả năng, thí thần tổ thú không phải đã bị lãnh chúa đại nhân giết chết à, làm sao có thể còn sống được. Uy danh thí thần thú, không chỉ có riêng người chiến hồn đại lục biết, mà bên trong dị tộc cũng có ảnh hưởng rất lớn. Không được, ta phải nhanh trở về đem việc này nói cho phó lĩnh chúa. Người kia hít sâu một cái, tốc độ chạy trốn càng nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lại nói thí thần nuốt tên chiến thần cảnh kia vào, vẻn vẹn mấy tức sau trong miệng lại phun ra thân anh nó vừa mới nuốt vào. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được trên người kẻ bị nuốt kia đã không còn chút sinh cơ gì, thậm chí ngay cả linh hồn đều biến mất không còn. Cách đó không xa, chọc thiên hồng nuốt nước miếng, hắn cũng bị thủ đoạn thí thần thú dọa cho phát sợ. Thí thần lại có thể thôn phệ thần lực chi tinh. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh cỗ thi thể kia, sau khi dò xét liền phát hiện thần lực chi tinh của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Thần lực chi tinh vô cùng kiên cố, dù chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá hủy, hơn nữa đẳng cấp thần lực chi tinh càng cao thì nó cũng càng cứng. Nhưng mà thần lực chi tinh trong thi thể kia đã không còn nữa, ngoại trừ bị thí thần thú thôn phệ ra thì không còn khả năng nào khác. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng huyền diệu đột nhiên rót vào tứ chi, cả người thần thanh khí sảng hơn không ít. Hắn biết đây là thí thần thú trả lại năng lượng, thôn phệ một viên thần lực chi tinh vậy mà làm linh hồn chi lực cùng tu la thần lực ngưng tụ không ít. Công tử, thí thần thú nuốt thần lực chi tinh sao? Lúc này, Chọc Thiên Hồng đột nhiên run giọng nói. Không phải sao, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngờ vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thí thần thú lần nữa nuốt một người khác vào, Chọc Thiên Hồng khôi phục hình người, khóe miệng có chút co lại. Lập tức hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói, thí thần thú có thể thôn phệ thần tính, tỉ như thần linh chi khí, tỉ như thần lực chi tinh, tỉ như thần cách, nó đều có thể thôn phệ. Thần cách cũng có thể thôn phệ, Tiêu Phàm lần này thực sự kinh ngạc. Thần cách, đây chính là mệnh cách và thần lực chi tinh dung hợp lại mới có thể sinh ra. So với thần lực chi tinh phải cứng rắn hơn không ít, căn bản không phải là người thường có thể hủy diệt. Không sai, chỉ cần có quan hệ với thần tính, nó đều có thể thôn phệ, đây cũng là một trong những lý do nó là tồn tại hiếm có bên trong bảng xếp hạng thần thú tại chư thiên vạn giới. Chọc Thiên Hồng gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía thí thần thú tràn ngập sợ hãi. Bảng xếp hạng thần thú, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn là lần thứ nhất nghe nói tới sự tình này. Thần thú chiến hồn đại lục mặc dù rất nhiều, nhưng thật chẳng có bao nhiêu tồn tại lọt vào mắt hắn. Bảng xếp hạng thần thú là do lịch đại cự phách tại Thái Cổ Thần Giới tổng kết ra,
cơ hồ tất cả thần thú ở trong chư thiên vạn giới đều được đánh giá, tính chính xác rất cao. Trọc Thiên Hồng gật đầu. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia chán chường. Thái cổ thần giới, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, bất quá trong nháy mắt hắn đoán được cái gì, nâng lên ngón tay chỉ về thiên không. Trọc Thiên Hồng gật đầu, nói chư thiên vạn giới, lấy thái cổ thần giới vi tôn, nơi đó rộng lớn vô biên, không biết cuối cùng, dù là chiến thần cảnh cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Chiến thần cảnh chỉ là sâu kiến. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, chiến thần cảnh đều là sâu kiến, vậy chúng ta hiện tại chẳng phải còn không bằng sâu kiến hay sao? Sự thật chính là như thế, những dị tộc này kỳ thật cũng là người và hồn thú, cho nên không có khác biệt gì với chúng ta. Trọc Thiên Hồng cười khổ một tiếng, thở dài thật sâu một hơi. Điểm này, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử không khỏi rất tán thành gật đầu, mấy người kia nếu như nhìn sơ qua cũng không có điểm gì khác biệt. Thái cổ thần giới còn quá xa xôi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định, sự tình chiến hồn đại lục còn chưa giải quyết, nói những chuyện khác đều không có ý nghĩa, nói về bảng xếp hạng thần thú một chút đi, thí thần có thể xếp vào vị thứ mấy. Thứ 19, Trọc Thiên Hồng ngưng trọng nói đến đây, hắn lại nhịn không được nhìn thí thần, chỗ sâu đáy mắt đều là vẻ kiêng kỵ cùng kính sợ. Lúc này, thí thần lại phun ra một cỗ thi thể. Sau đó Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần trong nháy mắt tiến vào bên trong thần cung. Mới thứ 19, thí thần thú là thiên hạ đệ nhất thần thú của chiến hồn đại lục đó. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi. Nghe vậy, khóe miệng Trọc Thiên Hồng giật một cái, chiến hồn đại lục so với thái cổ thần giới cũng chính là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không đáng kể, nơi này có thể sinh ra thần thú xếp hạng thứ 19 đã rất không tồi rồi. Vậy cũng đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi gật đầu. Ngươi ở trên bảng xếp hạng thần thú bài danh bao nhiêu? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Ta, chỉ ở hạng 376. Trọc Thiên Hồng chỉ bản thân, sút tinh thần nói. Đừng nhìn 19 cùng 376 chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, càng về sau thực lực nhất định sẽ càng mạnh, hơn nữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Mặc dù hắn không biết xếp hạng này dựa vào đâu, nhưng khẳng định vô cùng đáng tin, nếu như tu vi cùng giai, thí thần tuyệt đối có thể miểu sát Trọc Thiên Hồng. Mà ở trong mắt Tiêu Phàm, năng lực Trọc Thiên Hồng cũng coi như thập phần biến thái, có thể thôn phệ huyết khí cùng thọ nguyên, thậm chí mệnh cách sinh ra mệnh trọc chi khí, năng lực như vậy vẻn vẹn có thể xếp hạng 376, đây cũng chứng minh thái cổ thần giới đáng sợ. Đương nhiên, bảng xếp hạng thần thú không phải vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dù sao rất nhiều đại biểu thần thú không phải là cá thể, mà là một tộc đàn. Trọc Thiên Hồng lại bổ sung một câu, hơn nữa, thực lực cũng không phải cố định, có thần thú khi lấy được một chút kỳ ngộ, nhất là hy hữu thần thú, thực lực bọn hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái gì gọi là hy hữu thần thú? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra một đầu thần thú, chính là hy hữu thần thú, loại thần thú này tiềm năng to lớn. Sau khi thuế biến sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trọc Thiên Hồng giải thích nói. Thí thần thú có được tính không? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Trọc Thiên Hồng gật đầu, tính. Ta nhớ 100 vạn năm trước, thái cổ thần giới từng sinh ra một đầu thí thần thú, về sau không biết tại sao vẫn lạc, sau đó chưa từng xuất hiện qua. 100 vạn năm, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng chỉ sống hơn 20 năm, Tiêu Phàm làm người hai đời cũng chỉ 40 mấy tuổi, 100 vạn năm đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Trọc Thiên Hồng đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn cũng sống trên vạn năm, xem như một cái lão đồ cổ. Đúng rồi công tử, đã qua vạn năm, ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, thế giới có thể sinh ra thí thần thú tại sao lại yếu ớt như vậy? Trọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày, Nam Cung Tiêu Tiêu càng thốt ra, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì ư? Ánh mắt Trọc Thiên Hồng hơi hơi sáng lên nói, thì ra là không chỉ ta nghĩ như vậy, ta cảm giác cửu U Ma Thần tiến đánh chiến hồn đại lục cũng vì lý do này. Tiêu Phàm tại bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm thật lâu, lại không phát hiện sự tình đặc biệt gì, nhưng Trọc Thiên Hồng nhắc nhở lại làm cho hắn hoài nghi. Tạm thời mặc kệ, chúng ta hiện tại tìm đến chúng thần mộ địa. Cố gắng kiếm thật nhiều thần lực chi tinh,
sau đó đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần nói. Không sai, cho dù chiến thần không bằng sâu kiến nhưng vẫn phải mau chóng đột phá mới được. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu, con người vô cùng kiên định. Giống, Tiểu Kim hưng phấn gầm to, nó hiển nhiên cũng chuẩn bị đột phá chiến thần cảnh. Đúng rồi, Tiểu Kim tại bảng xếp hạng thần thú xếp hạng bao nhiêu? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhịn không được hỏi. Không biết, ta căn bản không biết nó rốt cuộc là hồn thú gì. Trọc Thiên Hồng không chút do dự lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Những ngày qua, hắn một mực đánh giá Tiểu Kim, muốn tìm hiểu nội tình Tiểu Kim, nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, Tiểu Kim vốn chỉ là một đầu tuyết sư, nhưng bây giờ ngay cả Trọc Thiên Hồng đều nhìn không thấu, tất cả những thứ này đều liên quan đến Bạch Thạch, xem ra Bạch Thạch vô cùng bất phàm. Bạch Thạch đến cùng là thứ gì đây? Sự nghi ngờ này đã chôn ở trong lòng Tiêu Phàm nhiều năm, cho đến bây giờ hắn vẫn không tìm được đáp án mà mình muốn. Đi thôi, địa phương này đoán chừng đã bị dị tộc chiếm lĩnh, chúng ta mau chóng chạy tới Vọng Cổ Thiên Đô, trên đường nếu như có thể gặp được người khác vậy thuận tiện hỏi thăm. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói. Chúng thần mộ địa ở nơi nào, đám Tiêu Phàm mấy ngày nay không thu hoạch được gì. Dù là lục soát ký ức của mấy tên tu sĩ kia hắn cũng không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đến chúng thần mộ địa. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có trở lại Vọng Cổ Thiên Đô, trà trộn vào chiến thần điện rồi tính. Mấy người Tiêu Phàm rời đi, lúc này, tên dị tộc nam tử chạy trốn đột nhiên lại xuất hiện, nhìn nơi xa nói, khoảng cách Nguyệt Viên Chi Dạ còn khoảng nửa tháng, ta hiện tại căn bản không thể quay về, coi như có thể trở về, phó lĩnh chúa cũng không tin tưởng ta. Xung quanh ba vạn dặm Cửu U Thiên Cốc đã bị chúng ta khống chế, thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng về số người chúng ta có ưu thế hơn, nếu như có thể bắt sống thí thần thú, ta nhất định được phó lĩnh chúa trọng thưởng. Nghĩ vậy, thần sắc nam tử dị tộc phấn chấn, sau đó nhanh chóng hướng về vị trí bọn Tiêu Phàm truy theo. Phía trên một mảnh biển lửa rộng lớn vô biên, lửa bốc lên không thôi, thỉnh thoảng dâng lên từng con hỏa diễm điểu, phóng hướng chân trời. Sau đó tại hư không hóa thành vô số hỏa vũ, lần nữa đáp xuống phía trên biển lửa. Trung ương hỏa diễm hải có vài hòn đảo bị cô lập, đất đá khô ráo trên đảo bốc hơi nóng, tựa như vùng hư không này đều bị đốt cháy khét. Nhìn kỹ, tại phía trên hỏa diễm hải còn lơ lửng vô số bạch cốt óng ánh trong suốt, dù bị hỏa diễm đốt cháy nhưng bạch cốt vẫn không hòa tan. Thậm chí có vài bạch cốt còn phóng ra quang mang dị dạng, đó là chiến thần chi cốt có thần tính. Cũng chính vì thế mà nơi đây có danh xưng cốt diễm hải vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Nghe đồn nơi này chính là do một đầu thiên phượng sau khi chết biến thành. Nguyên bản xung quanh mấy ngàn dặm đều là sông núi cổ lâm, thiên phượng sau khi chết, mảnh này địa vực bị hỏa diễm đốt cháy trên trăm năm, cuối cùng toàn bộ hóa thành biển lửa, mấy ngàn trên vạn năm chưa từng tiêu tán. Nhiệt độ xung quanh rất cao. Đoán chừng chiến thánh cảnh trung kỳ đều không ngăn cản nổi, cốt diễm hải tựa như không có động tĩnh gì hơn ngàn năm qua. Đúng vậy, bình thường chúng ta tiến về trong biển tìm kiếm thần cốt, đều miễn cưỡng có thể thu hoạch một chút, sau đó đi đến Vọng Cổ Thiên Đô đổi lấy chút tài nguyên, nhưng mà hôm nay dù chiến thánh cảnh đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể bước vào cốt diễm hải trong vòng 3-4 dặm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đã từng có người nói, thiên phượng ở đây niết bàn, theo ta thấy. Có lẽ đây là thật. Chờ xem, nếu quả thật là thiên phượng niết bàn, đoán chừng các đại trưởng lão đều sẽ ngồi không yên, thậm chí, đám dị tộc đều có thể chạy tới nơi này. Xung quanh cốt diễm hải tụ tập không ít tu sĩ, tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ sâu nhất cốt diễm hải, rất nhiều người tới đây tìm kiếm thần cốt, nhưng mà lại bị hỏa diễm cuồng bạo ngăn cản. Thần cốt bên trong cốt diễm hải đối với chiến thánh cảnh bình thường mà nói, đó chính là vật liệu rèn đúc quý giá. Có thể tồn tại bên trong hỏa diễm thiêu đốt ngàn năm, đó cũng là những thần cốt cao cấp rồi nhưng mà hôm nay tất cả mọi người lại bị hỏa diễm cuồng bạo đuổi ra cốt diễm hải, dù là chiến thánh cảnh cũng không thu hoạch được gì, mà tu sĩ chiến thần cảnh đi tới nơi này lại thập phần thưa thớt. Cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện sẽ không xuất hiện, coi như xuất hiện cũng chỉ ở Nguyệt Viên Chi Dạ ngăn cản dị tộc xâm lấn Cửu U Thiên Cốc. Nhưng dù vậy, dị tộc vẫn thường xuyên có người vượt qua Cửu U Thiên Cốc. Đi tới mảnh địa vực này đại khai sát giới. Giờ phút này, bên bờ một vách núi cốt diễm hải,
một tên bạch bào thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào chỗ sâu hỏa diễm hải, âm thầm trầm ngâm nói, nghe đồn chỗ sâu nhất cốt diễm hải có thần cốt cường giả chiến thần tối đỉnh, nếu như có thể lấy được mấy khối thần cốt đúc thành thần binh, ta tại thần chi kiếp địa cũng coi như có sức tự vệ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bạch bào thanh niên này, khẳng định có thể nhận ra hắn, người này không phải ai khác mà chính là Lạc Vũ Lạc tại Lâu Lan cổ địa được một khối thần lực chi tinh. Sau khi lấy được thần lực chi tinh, hắn liền tìm địa phương luyện hóa, bây giờ đã đột phá đến chiến thần cảnh sơ kỳ. Lạc Vũ Lạc đến cốt diễm hải cũng là vì muốn tìm thần cốt để luyện chế ra một kiện thần binh vừa tay. Tiêu Phàm, không biết nếu như ngươi biết ta đột phá chiến thần rồi, có thể sẽ sợ hãi hay không? Khóe miệng Lạc Vũ Lạc dương lên, thần sắc thập phần băng lãnh, nói, đoán chừng ngươi còn ở cảnh giới chiến thánh cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong đi. Oanh, đột nhiên, cốt diễm hải bắt đầu sôi trào, sóng nham tương to lớn đáng sợ hướng về bốn phía mãnh liệt lao đi, bờ biển bốn phía bị nham tương thiêu đốt liền nhanh chóng hòa tan. Tu sĩ phía trên bờ biển lui nhanh ra, bị cỗ khí lãng nóng rực kia trùng kích, dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng không dễ chịu. Ngay sau đó, từng đợt tiếng thét dài từ trung tâm cốt diễm hải truyền đến, chỉ thấy từng cột nham tương phóng lên tận trời, xông thẳng cửu tiêu, sau đó tại hư không nhanh chóng nổ tung, hóa thành nước mưa nham tương rơi xuống. Chạy mau, rời khỏi nơi này, đám người kêu lên sợ hãi, rất nhiều người liều mạng bỏ chạy, một khi bị nham tương rơi trúng người thì cho dù là chiến thành đỉnh phong cũng không dễ chịu gì, nhiệt độ của nham tương đã vô cùng khủng bố. Dị biến bất thình lình dọa mọi người sợ hãi một phen, bất quá trong lòng rất nhiều người lại tràn ngập kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cốt diễm hải. Phần lớn người nhìn đến, bình thường cốt diễm hải yên tĩnh đột nhiên phát sinh bị biến lớn như thế, khẳng định bên trong có dị bảo xuất thế. Hơn nữa, có thể tạo thành dị tượng lớn như thế, phẩm giai dị bảo này tất nhiên không thấp. Nếu quả thật có dị bảo, ta nhất định phải toàn lực liều mạng. Lạc Vũ Lạc híp hai mắt. Chỗ sâu đáy mắt lóe qua một tia tinh quang. Dị bảo khẳng định chân quý hơn rất nhiều so với thần cốt, hắn bây giờ đã đột phá chiến thần cảnh, tự nhiên có năng lực liều mạng. Không chỉ Lạc Vũ Lạc, mấy người khác đều có suy nghĩ như thế. Mà đúng lúc này, một phiến bờ biển cốt diễm hải đột nhiên bay tới bốn đạo thân ảnh, bốn người dừng lại tại bờ nham tương hải, cau mày nhìn chăm chú cốt diễm hải. Người tới chính là bốn người Tiêu Phàm. Bọn hắn nhìn thấy dị tượng nơi đây liền đuổi tới xem thử. Nhiệt độ thật đáng sợ, đây là nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn không được hỏi. Cốt diễm hải, nghe đồn có một con thiên phượng cùng đại quân dị tộc đồng quy vu tận ở đây, dù là sau khi chết cũng dùng phượng hỏa phần thiên nấu luyện bạch cốt dị tộc. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Những tin tức này không chỉ có trong trí nhớ của mấy tên dị tộc lúc trước bị giết, bên trong Tu La truyền thừa cũng có ghi chép thập phần cặn kẽ. Thiên phượng, huyết mạch không phải cùng cấp bậc với kim giáp sao? Chọc Thiên Hồng hơi kinh ngạc, nói, huyết mạch chi lực bên trong chiến hồn đại lục cũng quá cường đại đi, những huyết mạch này dù là tại thái cổ thần giới cũng coi như không thấp, chiến hồn đại lục tuyệt đối không đơn giản. Mấy người Tiêu Phàm cũng gật đầu, Thiên Long Thiên Phượng, huyết mạch chi lực so sánh với chân long chân phượng phải cường đại hơn rất nhiều, liền tựa như chênh lệch giữa chiến thánh cảnh và chiến thần cảnh. Nhưng mà chiến hồn đại lục không chỉ có huyết mạch thiên long thiên phượng, còn có cổ long huyết mạch, thậm chí thần long huyết mạch, đây vốn chính là sự tình vô cùng kỳ lạ. Chỉ là ký ức Tu La truyền thừa còn chưa triệt để giải khai, có chút tin tức Tiêu Phàm không rõ ràng. Liền tựa như cốt diễm hải này, bên trong Tu La truyền thừa cũng chỉ ghi lại thiên phượng vẫn lạc ở đây, cũng không nói gì thêm việc tương lai sẽ có thiên phượng niết bàn. Tiêu Phàm không tin, không có lửa thì sao có khói. Nơi này hơn phân nửa thực có khả năng thiên phượng niết bàn. Cô, ục ục đột nhiên, mặt biển nham tương bắt đầu toát ra từng ụm bong bóng, làm cho đám Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ. Lui ra phía sau, nguy hiểm, lông mày Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn rất tin tưởng trực giác bản thân, lúc nhìn về phía mặt biển, hắn đột nhiên run lên một cái. Sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về chân trời lao đi, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng vội vàng chạy theo, bọn hắn luôn tin tưởng Tiêu Phàm. Ba hơi thở sau khi bọn hắn rời đi, nham tương mặt biển đột nhiên hiện ra vô số cỗ thi thể thiêu đốt hỏa diễm, xung quanh bao phủ bọt khí, tựa như đang ngủ. Chạy mau, là thần thi. Đột nhiên,
một đạo tiếng kinh hô từ chân trời vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhanh chóng liều mạng bỏ chạy về nơi xa. Thần thi, đám người hít một hơi lạnh, bọn hắn rất rõ ràng thần thi đại biểu cho cái gì, đây chính là cường giả chiến thần cảnh đã chết đi vô số tuế nguyệt, dù là mấy ngàn trên vạn năm trôi qua, thi thể bọn hắn vẫn chưa từng bị hư thối. Thi thể không thối giữa cũng liền thôi, thế nhưng bên trong thi thể sinh ra linh trí mới vậy liền đáng sợ rồi. Mặc dù chỉ giống như xác chết di động, nhưng bọn chúng có thể phát huy ra lực lượng cơ thể trước khi chết, hơn nữa không biết đau đớn, tu sĩ cùng giai cơ hồ không ai là đối thủ của bọn chúng. Khác không nói, dưới sự thiêu đốt đáng sợ như thế mà thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, đây đã đủ để chứng minh nhục thân bọn chúng khủng bố cỡ nào. Đám Tiêu Phàm đã nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, lúc bọn hắn quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy vô số cỗ thi thể từ mặt biển nham tương trôi nổi lên, mấy người cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bác lão đã từng đã nói với bọn hắn, nếu như gặp phải thần thi, tốt nhất là có bao xa trốn bấy xa, không phải người bình thường có thể ứng phó. Thần thi này thật đúng là kỳ diệu, trên người vậy mà không có sóng năng lượng nào, nhưng lại cho ta một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Đột nhiên, Trọc Thiên Hồng dừng lại. Điều này khiến bọn Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Trọc Thiên Hồng bình thường không phải rất sợ chết sao? Tên gia hỏa này tại sao đột nhiên không chạy nữa? Trọc Thiên Hồng tự nhiên nhìn ra nghi ngờ trong lòng đám Tiêu Phàm, hắn cười cười nói, chủ nhân, những thần thi này đối với người khác mà nói, quả thật có chút đáng sợ, nhưng đối với ta và ngươi mà nói, lại không tính là gì. Tại sao? Tiêu Phàm không hiểu, hắn không cho rằng mình là đối thủ của đám thần thi này. Cùng bọn hắn chính diện giao phong, chúng ta xác thực không địch lại, nhưng những thần thi này có một cái nhược điểm chí mạng. Trọc Thiên Hồng cười thần bí. Tiêu Phàm một cước đạp qua, cười mắng, tên gia hỏa ngươi còn thừa nước đờ si thả câu. Những thần thi đó sắp đến rồi kìa. Bên trên mặt biển nham tương, những chiếc bong bóng kia đột nhiên vỡ ra, cùng lúc đó, vô số cỗ thi thể đột nhiên mở hai mắt, con ngươi trống rỗng vô hồn, nhìn qua liền biết không phải người sống. Ngay sau đó, vô số thần thi nhanh chóng bay đi hướng về bốn phương tám hướng, nhào về đám tu sĩ. Đoán chừng có đến hơn 1.000 bộ thi thể, hơn nữa thực lực tất cả đều là chiến thần cảnh sơ kỳ, nếu như lập thành một quân đoàn vây cơ hồ đã bất khả chiến bại rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa. Thần thi không cách nào có thể khống chế, bọn hắn chỉ dựa vào một cỗ ý niệm cuối cùng để chèo chống cỗ thi thể này, chỉ cần diệt đi cỗ ý niệm này, thì thi thể bọn hắn sẽ vô dụng. Trọc Thiên Hồng giải thích nói. Ý niệm, là một cỗ oán niệm sao? Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì? Những người này, bởi vì một ít nguyên nhân nên trước khi chết sinh ra một cỗ oán niệm cường đại, dù đã chết đi nhưng cỗ oán niệm này vẫn tồn tại không tan. Đồng thời, nếu như thi thể chưa bị hủy hoại thì oán niệm sẽ kiểm soát thi thể, lúc đó thi thể sẽ sống lại. Oán niệm này đại bộ phận là bởi vì cừu hận cùng giết chóc, cho nên địa phương xuất hiện thần thi, tu sĩ đều sẽ lui tránh, không dám cùng bọn chúng ngạnh bính. Không sai, chính là một cỗ oán niệm này duy trì một sợi mệnh cách chi khí cùng thần tính, đồ vật này đối với công tử và ta mà nói, chính là vật đại bổ. Trọc Thiên Hồng tà tà cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn nôn, bảo hắn thôn phệ thần tính thần thi, hắn quả thật không làm được. Cũng chỉ có Trọc Thiên Hồng mới không chê, nó đã từng là cường giả thần giai tối đỉnh, hiện tại đoán chừng muốn khôi phục thực lực đến phát điên rồi, gặp đám thần thi này cũng không muốn bỏ qua. Công tử, người đừng cảm thấy buồn nôn, người lĩnh ngộ tu la áo nghĩa đi, cỗ thần tính này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chỗ cực tốt, bình thường muốn tìm được dạng cơ hội này cũng không thấy đâu. Trọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm đang xem thường. Bị Trọc Thiên Hồng xem thấu, trong lòng Tiêu Phàm có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn không thể nào ra tay được. Cốt Diễm Hải sở dĩ có nhiều thần thi như vậy, cũng là bởi vì có hỏa diễm bảo hộ bọn chúng, cho đến hiện tại mới xuất hiện, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trọc Thiên Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không muốn xuất thủ, hắn còn nói thêm. Lão Tam, Trọc Thiên Hồng nói không sai, có lẽ, ngươi có thể mượn cơ hội này đột phá chiến thần cảnh cũng không chứng. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng khuyên nói. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc nổ lên,
chỉ thấy bốn cỗ thần thi hướng về phương hướng bọn họ bay vụt tới. Công tử, ta lấy một sợi mệnh cách chi khí, ngươi lấy một sợi thần tính cùng oán niệm của bọn chúng. Chọc Thiên Hồng để lại một câu nói, trong nháy mắt hướng về bốn cỗ thần thi kia đánh giết. Tại vạn năm trước cái gì đều gặp qua, còn cảm thấy buồn nôn với vài cổ thi thể hay sao? Tiêu Phàm cắn răng nói. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm theo Chọc Thiên Hồng, hướng về bốn cỗ thần thi phóng đi, trong nháy mắt đi tới trước người Chọc Thiên Hồng. Công tử, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Chọc Thiên Hồng nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một bộ thần thi, đưa tay vung lên, bàn tay từ mi tâm thần thi lướt qua, mang theo một vệt sáng. Bỗng nhiên, cỗ kia thần thi liền rơi xuống hư không, lúc này, Tiêu Phàm đi tới trước người thần thi, một chỉ bắn ra, một đạo sương mù màu máu bị hắn rút ra. A một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lại trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, thần thi hóa thành vô số cho bụi tiêu tán tại bên trong hư không. Thần thi đã tồn tại trên vạn năm, dựa vào một sợi mệnh cách chi khí cùng oán niệm ý chí chèo chống, bây giờ mệnh cách chi khí cùng oán niệm bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm chiếm lấy, tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Chẳng ai ngờ rằng, thần thi dọa người khác không tránh kịp vậy mà ngắn ngủi một cái hô hấp liền bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm giải quyết. Quả nhiên có chút tác dụng, oán niệm hơn 1.000 bộ thần thi, chỉ cần được 200-300, có lẽ thực có thể hoàn thiện tu la áo nghĩa, để cho ta đột phá chiến thần cảnh. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi sáng lên. Nhưng oán niệm này mặc dù là tâm tình tiêu cực, nhưng Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, vốn là đủ loại mặt trái, nhưng oán niệm này đã không thể ảnh hưởng đến tâm tính của Tiêu Phàm. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi chứ? Chọc Thiên Hồng cười to nói, hấp thu những mệnh cách chi khí này với hắn mà nói chính là vô cùng có ích. Bởi vì có Tiêu Phàm, hắn căn bản không dám sử dụng năng lực lên trên người tu sĩ chiến hồn đại lục. Nhưng đối mặt với đám thần thi này, hắn tự nhiên sẽ không kiêng nể gì cả. Ghi công cho ngươi. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, những oán niệm này, hẳn có thể hoàn thiện một chiêu chiến kỹ kia của ta. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có chút hưng phấn, lâu như vậy, hắn vẫn muốn đột phá chiến thần cảnh, lần này rốt cục có cơ hội. Nếu như có thể trước khi tiến vào chúng thần mộ địa đột phá chiến thần cảnh, đó là việc không thể tốt hơn, dù sao. Thủ hộ xung quanh chúng thần mộ địa đều là cường giả chiến thần cảnh. Vẻn vẹn dựa vào thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong, nếu như quần chiến mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Bốn cỗ thần thì rất nhanh bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng phối hợp giải quyết, ánh mắt hai người lại là chuyển hướng đến thần thi khác. Một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim nhìn có chút im lặng. Tiểu Kim, hai người chúng ta cũng phải nhanh chóng đột phá chiến thần cảnh mới được a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn Tiểu Kim nói. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khoa tay đến mấy lần, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Kim nói, người tùy thời đều có thể đột phá chiến thần cảnh. Hơn nữa chuẩn bị tiến về chúng thần mộ địa mới đột phá. Tiểu Kim ngạo nghễ gật gật đầu, việc này khiến sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu co lại, đột phá chiến thần cảnh, chẳng lẽ đối với Tiểu Kim tới mà nói lại đơn giản như vậy sao? Xem ra ta phải cố lên, bất quá ta hẳn cũng sắp rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái, cùng Tiểu Kim nhanh chóng truy theo. Bốn phía cốt diễm hải thỉnh thoảng truyền đến kêu thê lương thảm thiết, vô số tu sĩ bị những thần thi đó diệt sát, tràng diện thập phần huyết tinh. Phía trên nham tương hải hỏa diễm cuồn cuộn, không ai phát hiện hỏa diễm càng ngày càng đỏ, hơn nữa sát mặt biển còn xuất hiện từng đầu hỏa điểu yêu diễm. Đồng thời, nhiệt độ bốn phía cũng nhanh chóng tăng lên. Thần linh chi khí trong phạm vi mấy chục dặm bị rút đi không còn. Quỷ dị nhất là, hải đảo vậy mà tại nhanh chóng chậm rãi di chuyển, nếu như không nhìn kỹ, người bình thường khó mà phát hiện. Từ trên bầu trời mới nhìn xuống, những hòn đảo kia chậm rãi tạo thành một hình dạng cự điểu, tựa như muốn dương cánh bay cao. Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng vẫn đang phối hợp với diệt sát thần thi chết ở trong tay bọn hắn đã có đến 30-40 cỗ. Có không ít người phát hiện Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng quỷ dị, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn đều hận không thể lập tức rời khỏi mảnh địa vực này, mà hai tên này thì hay rồi, lại còn đang săn giết thần thi, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Thời gian chừng nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng dừng lại, xung quanh thần thi cực kỳ thưa thớt, hiển nhiên đều đã truy sát những tu sĩ khác.
Đám Tiêu Phàm nhìn những tên tu sĩ chưa tỉnh hồn bên ngoài trăm dặm, hơn nữa mấy con thần thi kia cũng không có tiếp tục đuổi theo. À, tại sao bọn chúng không đuổi theo nữa? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên nói, vừa rồi những thần thi giống như không muốn sống truy sát tu sĩ cơ mà. Nhưng lúc này lại không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ là rằng có bên ngoài hơn trăm dặm, không cho phép tu sĩ tới gần Cốt Diễm Hải. Quán niệm bọn chúng chịu hạn chế từ Cốt Diễm Hải, khoảng cách 100 dặm đoán chừng đã là cực hạn của chúng. Tiêu Phàm giải thích nói, quán niệm là thứ thập phần kỳ diệu, đối với người khác thì nó là thứ không tốt lành gì, nhưng Tiêu Phàm lại cầu còn không được. Công tử, tại sao ta cảm giác những thần thi đó giống như đang bảo vệ thứ gì, không cho phép người khác tới gần? Trọc Thiên Hồng đột nhiên mị mị hai mắt. Tiêu Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về vị trí Cốt Diễm Hải, thiên địa linh khí nơi đó càng ngày càng cuồng bạo. Nhắm mắt lại, Tiêu Phàm cảm giác thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí bốn phía đều hướng về Cốt Diễm Hải hội tụ lại. Bên trong Cốt Diễm Hải, hỏa diễm đáng sợ càng lúc càng nóng rực lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, hít sâu một cái nói, chẳng lẽ nơi này thật có thiên phượng niết bàn? Nếu quả thật có thiên phượng niết bàn, những thần thi này thật đúng là có khả năng bị thao túng, tại thủ hộ tồn tại bên trong Cốt Diễm Hải. Trước lui ra phía sau. Tiêu Phàm nói ra, đạp chân xuống, nhẹ như yến lui về nơi xa, mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu liền vội vàng đuổi theo. Thời gian 10 cái hô hấp, mấy người Tiêu Phàm liền rời khỏi hơn 10 dặm, cùng lúc đó, bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm bên trong Cốt Diễm Hải càng ngày càng nóng lên, các ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền nhanh chóng hướng về không trung lao đi, có Trọc Thiên Hồng ở đây, hắn cũng không sợ những thần thi đó đánh lén. Mấy tức sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở không trung quan sát Cốt Diễm Hải nơi xa, hắn kinh dị phát hiện những đảo nhỏ kia vậy mà thay đổi vị trí. Lấy hiểu biết của Tiêu Phàm đối với hồn văn, liếc mắt liền nhìn ra những đảo nhỏ bất phàm, vậy mà tạo thành một cái đồ án đặc biệt. Hình dạng kia thật giống là một con phượng hoàng muốn dương cánh bay lên. Trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cốt Diễm Hải đã tồn tại trên vạn năm. Mặc dù có biến động nhưng cho tới bây giờ không có thay đổi quá nhiều, chẳng lẽ thiên phượng hôm nay muốn niết bàn? Bất quá nói thật, cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp qua phượng hoàng chân chính, long ngược lại là gặp qua không ít. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Sau đó trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chậm chạp nói, lão đại, không biết ngươi hiện tại như thế nào? Bên trong ký ức của Tiêu Phàm, cũng chỉ có Lăng Phong nắm giữ chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Có quan hệ với Phượng Hoàng. Chỉ là Lăng Phong bị Bác Lão đưa vào một mảnh không gian nào đó, không biết tung tích, đoạn thời gian trước lúc Tiêu Phàm rời đi có hỏi Bác Lão nơi Lăng Phong hạ lạc, đáng tiếc Bác Lão lại nói không biết, chỉ nói hữu duyên nhất định sẽ gặp lại. Nếu như là người khác, đoán chừng Tiêu Phàm đã sớm bộp cho một bạt tay, người đem người ta truyền tống đi còn không biết đờ nơi nào. Bất quá đối Bác Lão, Tiêu Phàm lại là phát ra tín nhiệm từ nội tâm. Từ sự tình Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn đến, Bác Lão chí ít sẽ không hại bọn hắn, thậm chí đối với Lăng Phong mà nói rất có thể là một phen kỳ ngộ nghĩ vậy. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về vị trí Tiểu Kim bay đến, Nam Cung Tiêu Tiêu chào đón, hỏi, Lão Tam, người phát hiện cái gì? Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mình cũng không thể phỏng đoán, không dám xác định, tự nhiên không cần thiết đem sự tình Thiên Phượng nói cho đám Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu còn muốn hỏi thăm, Tiêu Phàm nói tránh đi, lão nhị, tử tinh lôi thú của ngươi đâu, lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô cũng không thấy nó đến, nó chạy đi đâu rồi. Cái tên gia hỏa bội bạc kia, lúc rời khỏi Vô Song Thánh Thành liền không biết chạy đi đâu rồi, lần sau nếu như để ta nhìn thấy, ta nhất định sẽ lột ra nó. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói ra, Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tử tinh lôi thú cùng bọn hắn dù sao cũng có giao tình sinh tử, tại sao đột nhiên chạy đi được? Có lẽ, nó có ẩn tình khác cũng không chừng. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Nam Cung Tiêu Tiêu, cười an ủi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc, một chưởng đẩy Nam Cung Tiêu Tiêu ra, ngay sau đó, một đạo kiếm mang từ trên người hắn xuất hiện, xông thẳng vào hư không. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ở cách Tiêu Phàm hơn 100 mét nổ tung. Vô tận kiếm khí rảo sát tứ phương, hư không vang lên ầm ầm, trên mặt đất cát bay đá chạy, bụi bặm mịt mù. Trọc Thiên Hồng lấy lại tinh thần, mang theo Tiểu Kim nhanh chóng rời khỏi, xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Tiêu Tiêu.
chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu âm trầm vô cùng, đạo kiếm mang vừa rồi kia nếu như chém trúng hắn, đoán chừng không chết cũng bị phế, may mắn Tiêu Phàm đẩy hắn ra mới thoát khỏi một kiếp. Lúc này, bụi bặm tiêu tán, hư không hiển lộ ra hai đạo thân ảnh, Tiêu Phàm tóc trắng áo bào đen, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem đối diện một cái bạch bào thanh niên. Người kia là ai, thật lớn mật, cũng dám đánh lén công tử. Trong mắt Trọc Thiên Hồng lấp lóe sát mang, thiếu chút nữa nhịn không được xông lên. Không quen biết. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, chỉ cần Tiêu Phàm mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ xông lên trước tiên. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Bạch y thanh niên mở miệng cười nói, khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin, còn lộ ra một vẻ tà ý. Lạc Vũ Lạc, đúng là đã lâu không gặp. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nhìn Bạch y thanh niên nói. Bạch y thanh niên chính là Lạc Vũ Lạc đệ tử Tư Không Vũ, so với lần thứ nhất Tiêu Phàm nhìn thấy hắn thì lúc này thực lực hắn đã cường đại hơn quá nhiều. Chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi có thể tránh thoát đi, thật đúng là vượt qua dự kiến của ta, bất quá, kể từ đó, ta giết ngươi mới có chút thú vị. Lạc Vũ Lạc nhe răng cười nói. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ nếu như gặp phải Tiêu Phàm, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn một phen. Sau đó lại giết hắn, không nghĩ tới Tiêu Phàm thực đi tới thần chi kiếp địa, hơn nữa còn gặp ở chỗ này. Theo Lạc Vũ Lạc, đây là thượng thiên giúp hắn, lần này rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, đem tất cả món nợ trước kia đòi lại một lần. Ngươi tự tin như vậy sao? Tiêu Phàm kém chút bị Lạc Vũ Lạc chọc cười, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người Lạc Vũ Lạc, lần trước được một viên thần lực chi tinh, hắn đoán chừng đã đột phá chiến thần cảnh. Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, cho dù luyện hóa thần lực chi tinh nhiều nhất chỉ đột phá đến chiến thần cảnh sơ kỳ mà thôi, thực lực hắn hẳn chỉ ngang với Diêm La Thiên Tử, Tiêu Phàm làm sao có thể e ngại hắn đây? Tự tin, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Lạc Vũ Lạc coi thường, lạnh giọng nói, hiện tại ta giết ngươi như giết gà. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế. Dứt lời, Lạc Vũ Lạc cầm trường kiếm hướng về Tiêu Phàm. Khí thế vô cùng cường đại nghiền ép bạo phát ra. Hắn hiển nhiên không muốn giết chết Tiêu Phàm dễ dàng như thế, hắn muốn từ từ tra tấn để Tiêu Phàm phải sợ hắn. Cũng không phải Lạc Vũ Lạc muốn báo thù cho sư tôn mình, mà là qua nhiều năm như vậy, từ sau khi gặp Tiêu Phàm, tự tin của hắn hoàn toàn bị đánh nát, mỗi lần gặp Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có đường đào vong. Bây giờ đột phá chiến thần cảnh, hắn tự nhiên muốn lấy lại mặt mũi đã mất về. Đáng tiếc Lạc Vũ Lạc quá mức tự tin, Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều không phát sinh. Công tử là thần cấm thiên tài, liền nhị biến chiến thần đều giết mấy tên rồi, cái tên nhất biến chiến thần ngu dốt muốn dùng khí thế chấn nhiếp công tử, thật đúng là khôi hài. Trọc Thiên Hồng xem thường nhìn Lạc Vũ Lạc, căn bản không có ý xuất thủ. Cũng khó trách Trọc Thiên Hồng không nhìn Lạc Vũ Lạc, hắn là dựa vào tự thân đột phá thần giai. Mà Lạc Vũ Lạc chỉ là thôn phệ luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá chiến thần cảnh. Đừng nhìn cảnh giới cả hai giống nhau, thực lực Trọc Thiên Hồng tuyệt đối hơn xa Lạc Vũ Lạc. Người luyện hóa thần lực chi tinh, đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa, tự nhiên xa xa không bằng dựa vào tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa. Người này đoán chừng là muốn từ trên người Lão Tam tìm về một chút tự tin và tôn nghiêm, lại không biết, không chỉ hắn tại tiến bộ, Lão Tam tiến bộ còn gấp mấy lần hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt đáng thương nhìn chăm chú Lạc Vũ Lạc. Hắn đã từng cũng cho rằng bản thân đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong liền mạnh hơn Tiêu Phàm, nhưng sự thật chứng minh, nếu như toàn lực chiến một trận mà nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ biến hóa gì, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không thở một hơi, hắn không khỏi cau mày một cái, có chút ngoài ý muốn nói, lại có thể tiếp nhận năm thành thần uy, cũng không tệ lắm. Ngữ khí Lạc Vũ Lạc tràn ngập ngạo mạn, liền tựa như một tên trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối. Không biết tám thành thần uy, người có thể chống đỡ được hay không? Lạc Vũ Lạc nhe răng cười một tiếng, hắn thực sự tự tin. Đột phá chiến thần cảnh, không chỉ nội tâm hắn bành trướng, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Bất quá rất nhanh, tiếu dung trên mặt Lạc Vũ Lạc đã ngưng kết lại, bởi vì Tiêu Phàm giống như một gốc cổ tùng ngàn năm bất động mảy may. Đứng ngạo nghễ phía dưới thần uy. Phải biết, đây chính là lực lượng thần uy của chiến thần cảnh,
dù là cường giả chiến thần cảnh cùng giai cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái như thế. Nhưng bộ dáng Tiêu Phàm rõ ràng rất nhẹ nhàng, tựa như lực lượng thần uy không có tác dụng với Tiêu Phàm. Mười thành, Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi, tiếu dung trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng, vô tình, khí thế trên người giống như thủy triều xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hắn cũng không tin, Tiêu Phàm chiến thánh cảnh đỉnh phong lại có thể ngăn cản toàn bộ lực lượng bản thân. Nơi xa, không ít tu sĩ bị khí thế trên người Lạc Vũ Lạc làm cho chấn kinh, rất nhiều người ghé mắt trông lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến thần cảnh, lại còn trẻ tuổi như thế, người này chẳng lẽ là thiên tài mới nổi. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ Lạc tràn đầy kính sợ, tại bất luận địa phương gì, cường giả đều là tồn tại được mọi người kính sợ. Người kia mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể ngăn cản thần uy chiến thần cảnh, đoán chừng là cường giả top đầu thánh bảng. Lại có người nói, thánh bản là một cái bảng danh sách do chiến thần điện làm ra, cường giả bài danh càng cao thì thực lực càng mạnh, cũng là những người có hy vọng đột phá chiến thần cảnh nhất. Không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Vũ Lạc kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ không tin, hắn dùng 10 thành lực lượng thần uy, Tiêu Phàm vậy mà vẫn bất động thản nhiên. Ta là chiến thần cảnh, thậm chí ngay cả chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể đẩy lui được, chuyện này sao có thể? Trong lòng Lạc Vũ Lạc lần nữa nhắc lên một loại cảm giác thất bại, một loại cảm giác bất lực. Chơi chán chưa? Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhàn nhạt nói ra một câu. Chơi chán chưa? Lời này vừa nói ra, đám người một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, vậy mà nói đang chơi cùng chiến thần cảnh, chẳng lẽ không biết chiến thần cảnh diệt sát chiến thánh cảnh chỉ cần một ngón tay là đủ sao? Chỉ có bản thân Lạc Vũ Lạc biết rõ, mình muốn giết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại đến lượt ta rồi chứ? Tiêu Phàm cười híp mắt nói ra một câu, sau một khắc, một cỗ linh hồn chi lực vô cùng đáng sợ cuộn trào ra, xông thẳng đến mi tâm Lạc Vũ Lạc. A một trận kêu gào như tiếng giết heo vang lên, chỉ thấy Lạc Vũ Lạc ôm đầu khóc giống, trực tiếp cắm vào mặt đất, sau đó nhanh chóng va chạm. Đám người lộ ra thần sắc không biết vì sao, bất quá cũng có người tựa như minh bạch phát sinh cái gì. Linh hồn công kích, hắn là thần tu, khó trách cường đại như thế. Có người âm thầm mở miệng, Tiêu Phàm không có động tác gì lại có thể cho chiến thần cảnh ăn thiệt thòi, trừ phi là thần tu, tuyệt đối không có khả năng khác. Thần tu, tu luyện linh hồn, cũng xưng là thần hồn, một người cảnh giới có thể là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng linh hồn hắn lại có khả năng đã đột phá chiến thần cảnh. Đây cũng là một mặt đáng sợ của thần tu, bằng vào khí tức căn bản không thể đoán ra thực lực của bọn hắn được. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Vang vọng hư không, ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sự kính sợ, bọn hắn không nghĩ tới linh hồn Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế. Có thể dựa vào linh hồn chi lực nghiền ép chiến thần cảnh sơ kỳ, như thế nào đi nữa đoán chừng đều phải là linh hồn chiến thần cảnh trung kỳ. Một người lực lượng linh hồn cao hơn nhiều so với cảnh giới, bọn hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Sau nửa ngày, Lạc Vũ Lạc đã không còn khí lực gì, cả người co rúm trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm, linh hồn chi lực tổn thương còn thống khổ hơn nhục thể rất nhiều, ngươi nói giết ta như giết gà. Ta không đi tìm ngươi phiền phức nhưng ngươi lại tới tìm ta, là muốn thay ngươi sư tôn báo thù sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến trước người Lạc Vũ Lạc, thần sắc đạm mạc nói. Lời Lạc Vũ Lạc vừa nãy nói lại bị Tiêu Phàm trực tiếp trả lại, làm cho sắc mặt Lạc Vũ Lạc khó coi vô cùng. Tu La Điện Chủ không phải thể tu à, tại sao ngươi có thể là thần tu? Lạc Vũ Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, không thể giết chết Tiêu Phàm làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Là ngươi tự cho là đúng. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình thản, trước kia hắn không dám tự tiện sử dụng lực lượng linh hồn, nhưng bây giờ thần cung vững chắc, Tiêu Phàm tự nhiên không kiêng kỵ gì nữa. Hắn lập tức lạnh lùng cười, nói, bị chiến thần điện khống chế lại không biết, thật đúng là đáng thương, ta đột nhiên phát hiện, không giết ngươi. Tuyệt đối còn thống khổ hơn việc để ngươi chết rất nhiều lần. Dứt lời, Tiêu Phàm chậm rãi quay người rời đi, chẳng biết tại sao, hắn đối với Lạc Vũ Lạc chẳng có một chút hứng thú nào, hồi tưởng một cái, trừ Tư Không Tàng Kiếm cùng Tư Không Vũ ra, hắn cùng với Lạc Vũ Lạc cũng không có bất kỳ cừu hận gì. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng biết,
Tư Không Tàng kiếm chết cùng Lạc Vũ Lạc có quan hệ trực tiếp, là do bản thân hắn tạo thành, căn bản không trách được ai. Thậm chí, Lạc Vũ Lạc đều muốn Tư Không Tàng kiếm chết, lại làm sao có thể thay hắn báo thù đây? Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, chẳng biết tại sao Lạc Vũ Lạc đột nhiên cảm giác thất lạc, chẳng lẽ bản thân thực không còn gì khác? Đột nhiên, Lạc Vũ Lạc hướng về phía bóng lưng Tiêu Phàm quát ầm lên, tại sao không giết ta? Ta không hứng thú, ngươi cũng không có tư cách. Tiêu Phàm không quay đầu lại phất phất tay nói. Không hứng thú, không có tư cách, Lạc Vũ Lạc trợn to hai mắt, tựa như mất hồn, hắn cho tới nay đều coi Tiêu Phàm là địch nhân cường đại nhất, mà Tiêu Phàm lại chưa từng đặt hắn vào mắt. Bỗng nhiên, hai mắt Lạc Vũ Lạc đỏ bừng, bộc phát ra khí lực toàn thân, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tốc độ Lạc Vũ Lạc rất nhanh, trường kiếm trong tay hắn càng nhanh, hướng thẳng đến hậu tâm Tiêu Phàm đâm tới, cả người nhìn qua thập phần điên cuồng. Lão Tam cẩn thận, nơi xa Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn, không chút do dự xông lên. Phốc, một tiếng vang giòn, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngừng thân hình, cau mày nhìn xem phía trước. Lúc trường kiếm Lạc Vũ Lạc sắp tới gần Tiêu Phàm, tốc độ Tiêu Phàm càng nhanh, trở tay vung ra một kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng LNG ngực Lạc Vũ Lạc. Thân thể Lạc Vũ Lạc giằng co, trong miệng thốt ra từng ngụm máu tươi, con người đỏ bừng chậm rãi tan rã, trên mặt hiện lên một tia tiếu dung, nói, hiện tại ta có tư cách rồi chứ. Người muốn chết, nói với ta một tiếng là được, không cần phải toái như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm một mực rất đạm mạc, trong mắt hắn, Lạc Vũ Lạc tối đa chỉ là một người chút ít dã tâm, có chút tự phụ mà thôi. Hắn chưa bao giờ coi Lạc Vũ Lạc là đối thủ, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ coi hắn là đối thủ, đúng như Tiêu Phàm nói, Lạc Vũ Lạc thật không có tư cách. Không nói thiên tài thế hệ trước, dù là thập đại yêu nghiệt, hắn đều chưa hẳn để vào mắt. Cũng không phải Tiêu Phàm tự phụ, hắn thân làm Tu La Điện Chủ, đối thủ của hắn cũng không phải tu sĩ cùng tuổi một đời, mà là cường giả thế hệ trước của Chiến Hồn Đại Lục. Lạc Vũ Lạc hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Phàm, từ bên trong ánh mắt Tiêu Phàm, hắn chỉ nhìn thấy hờ hững, ngoài ra không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Nguyên bản hắn muốn nhìn thấy một tia mừng rỡ trong mắt Tiêu Phàm, như thế có thể chứng minh hắn là một đối thủ cường đại. Đáng tiếc cái gì cũng không có, ánh mắt Tiêu Phàm không hề bận tâm, dù giết hắn cũng chỉ như ăn cơm uống ước mà thôi, không hề có một tia cảm xúc tình cảm nào. Ha ha, Lạc Vũ Lạc đột nhiên hướng hậu phương thối lui, lập tức tùy tiện cười ha hả, hắn lúc này mới phát hiện, thực sự là bản thân quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa từng coi hắn là đối thủ, trước kia không có, hiện tại không, tương lai càng không. Tu La kiếm chấn động, huyết châu phía trên lăn xuống, ngay cả Tu La kiếm đều khinh thường hấp thụ huyết dịch của hắn, nếu như Lạc Vũ Lạc biết được, đoán chừng lại là một lần đả kích to lớn. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Vũ Lạc một cái, quay người chậm rãi hướng về phương hướng Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến. Lão Tam, người này bị gì thế? Có bệnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn Lạc Vũ Lạc, chỉ đầu mình hỏi. Phốc, Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời, Lạc Vũ Lạc cách đó không xa nghe nói như thế nhịn không được nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, kém chút hôn mê. Hắn lúc này mới minh bạch, bản thân ở trong mắt Tiêu Phàm, đoán chừng cũng chỉ là hai chữ có bệnh. Bệnh không rõ, Tiêu Phàm gật đầu, với hắn mà nói, sự tình vừa rồi chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Công tử, có cần tiếp tục thu thập mệnh cách chi khí cùng thần tính hay không? Trọc Thiên Hồng hỏi, trong mắt lóe lên một tia tha thiết, con người quét Lạc Vũ Lạc một cái, liếm liếm bờ môi, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Chờ xem, Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Hắn luôn cảm giác nơi này sẽ có sự tình hết sức kỳ lạ phát sinh, hiện tại tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm liền hướng lấy một ngọn núi nơi xa bay đi, động tĩnh vừa mới tạo thành quá lớn, đã có rất nhiều người chú ý tới hắn, hắn không muốn trở thành bia ngắm của đám người kia. Trong một mảnh trong cổ lâm ngoài trăm dặm, một đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, người này chính là tên dị tộc truy tung Tiêu Phàm. Nội tâm hắn vẫn thập phần không bình tĩnh, trong mắt đầy vẻ khó tin, âm thầm trầm ngâm nói, hắn lại là thần tu, nếu là thần tu, vậy thể tu làm sao lại cường đại như thế chứ? Hắn có chút may mắn vẫn không tập sát Tiêu Phàm, linh giác thần tu cực kỳ cường đại. Lạc Vũ Lạc chính là ví dụ tốt nhất, hắn vừa mới tỏa ra sát khí liền bị Tiêu Phàm cảm ứng được.
liền linh hồn chi lực chiến thần cảnh đều không phải đối thủ của hắn, ta không nên dây vào thì hơn, chờ Nguyệt Viên chi dạ mở ra liền đem việc này nói cho phó lĩnh chúa đại nhân, nếu như có thể tìm tới thần tử, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Dị tộc nam tử âm thầm quyết định, không có tiếp tục chú ý hành động đám Tiêu Phàm. Mấy người Tiêu Phàm rất nhanh liền xuất hiện ở một bên khác cốt diễm hải, tiếp tục chú ý sự tình bên trong, nếu quả thật có dị bảo xuất thế, bọn hắn cũng muốn đánh cược một lần. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Phàm không cho rằng đây là dị bảo xuất thế, hơn phân nửa là Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết. Hỏa diễm bốn phía càng ngày càng táo bạo, thần linh chi khí gió xoáy vân dũng, xông thẳng vào cốt diễm hải, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được thần linh chi khí bốn phía trở nên nồng nặc. Công tử, thần linh chi khí hội tụ, làm sao giống như có người đột phá chiến thần cảnh vậy? Trọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra. Nơi này không phải có cái truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Có lẽ là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh không chừng. Nam Cung Tiêu Tiêu nói ra, lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nói thần linh chi khí đậm đà như vậy, đây là cơ hội tu luyện tốt, lão Tam, có sự tình gọi ta. Được. Tiêu Phàm cười cười. Mấy năm chưa từng thấy, hắn phát hiện bàn tử thay đổi rất nhiều, ít nhất rất chịu khó, có khả năng có quan hệ với truyền thừa của Nam Cung Tiêu Tiêu, làm hắn cảm nhận được một loại áp lực. Công tử, người có cần tu luyện hay không? Trọc Thiên Hồng hỏi, một mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn rất rõ ràng, bản thân cũng không phải hiện tại tu luyện liền có thể đột phá, muốn đột phá chiến thần cảnh, trừ phi lấy được những oán niệm trên người đám thần thi này. Hiện tại Tiêu Phàm ngược lại không nóng nảy, bởi vì đột phá chiến thần cảnh đối với hắn mà nói đã là sự tình chắc chắn, thậm chí có khả năng khi tiến vào chúng thần mộ địa trước đó đột phá. Tất cả những thứ này còn phải cảm tạ Bắc lão, để hắn ngốc thời gian 3 năm ở vạn năm trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua 3 ngày, động tĩnh to lớn ở cốt diễm hải hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, người chạy tới đây càng ngày càng nhiều, dù là chiến thần cảnh đều có không ít. Tiêu Phàm có thể phân biệt ra, bên trong những người này có không ít dị tộc, chuyện này khiến hắn không khỏi lo cho đám tu sĩ chiến hồn đại lục. Nhiều dị tộc đã tiến vào nơi này, tu sĩ chiến hồn đại lục vậy mà thờ ơ, đây là một sự tình vô cùng đáng sợ. Cứu đột nhiên, trên không cốt diễm hải đột nhiên ngưng tụ thành một con hỏa diễm điểu to lớn, nó hét dài một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Ngay sau đó, hỏa diễm điểu kia đột nhiên ngưng tụ toàn thân. Thân thể lớn ngàn trượng, hai cánh hoành khóa chân trời, che khuất bầu trời, nâng cái đuôi thật dài, lộng lẫy chói mắt, giống như một cái đuôi sao băng. Ở trên đầu hỏa diễm điểu chậm rãi ngưng tụ thành một cái hỏa diễm vương miệt, cho người ta một loại cảm giác chí tôn quý khí. Thực sự là Phượng Hoàng, có người nhìn không được kêu ra, kích động nhìn hỏa diễm điểu to lớn. Quả thật là Thiên Phượng Niết Bàn, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn ngoại hình Thiên Phượng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một cái tên, Huyết Ngục Thiên Phượng. Nó không phải giết ra chiến hồn đại lục à, làm sao lại ở chỗ này? Trọc Thiên Hồng càng là kinh ngạc vô cùng, khí tức kia vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt làm hắn nhớ tới một đạo thân ảnh vạn năm trước đó. Ngươi biết nó sao? Tiêu Phàm quái dị nhìn Trọc Thiên Hồng nói. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Trọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, lập tức gật đầu nói, biết, năm đó còn cùng nó đánh nhau một trận. Về sau nó trực tiếp giết ra chiến hồn đại lục, chẳng biết tại sao lại còn xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, dưới tình huống lúc ấy còn có thể giết ra chiến hồn đại lục, thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Dù sao từ vạn năm trước, tinh không cổ lộ đã do người của cửu U Ma Thần khống chế. Có thể là nó lưu lại truyền thừa hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh lại, hỏi. Cái này thật có khả năng. Trọc Thiên Hồng gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, khả năng rất nhỏ, nơi này nhiều thần thi như vậy, Phượng Hoàng không có khả năng giết chết được bọn hắn, chỉ có Huyết Ngục Thiên Phượng mới có thực lực này. Điểm này thập phần chắc chắn, Trọc Thiên Hồng ở trạng thái đỉnh phong đã từng giao thủ với Huyết Ngục Thiên Phượng, hơn nữa không chiếm được tiện nghi, thực lực cả hai tương đương nhau. Về sau, bởi vì chiến hồn đại lục bị một phương cửu U Ma Thần áp chế gắt gao, Huyết Ngục Thiên Phượng liền trực tiếp thẳng hướng tinh không cổ lộ. Ngay cả cửu U Ma Thần cũng không kịp ngăn cản. Ở bên trong ký ức Trọc Thiên Hồng, cũng chỉ có thực lực Huyết Ngục Thiên Phượng mới có thể miểu sát hơn ngàn chiến thần.
Có lẽ còn có một loại khả năng khác. Tiêu Phàm nhíu mày nói, huyết ngục thiên phượng giết vào tinh không cổ lộ, cũng không có thực rời đi, về sau lại giết trở về. Đây ngược lại quả thật có khả năng. Chọc Thiên Hồng gật đầu. Lệ lúc này, tiếng hét lớn càng thêm tàn nhẫn truyền đến, thiên phượng hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn, thần linh chi khí bốn phía trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Trong lòng đám người cực kỳ không bình tĩnh, không hổ là thiên phượng niết bàn, cần thần linh chi khí lại khủng bố như thế. Nếu như không phải mấy năm nay thần linh chi khí thần kiếp chi địa nồng nặc lên, đoán chừng còn không đủ để cho nó niết bàn. Cốt diễm hải cuốn lên sóng nham tương đáng sợ, mãnh liệt va vào bờ biển bốn phía, tại trung ương cốt diễm hải xuất hiện một cái vòng xoáy rộng lớn. Phía trên vòng xoáy bốc hơi lên hỏa khí, dù là chiến thần cảnh cũng không nhìn thấu mảy may, ánh mắt phần lớn người đều nhìn chăm chú lên trung ương cốt diễm hải, bất quá cũng chỉ có chiến thần cảnh mới có thể nhìn thấy vòng xoáy hỏa diễm mà thôi. Hô hô, bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư ảnh hỏa diễm điều to lớn đột nhiên cắm đầu vào bên trong vòng xoáy hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ hư không. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cực kỳ cuồng bạo từ bên trong vòng xoáy hỏa diễm truyền đến, ánh mắt đám người nhìn chằm chằm nơi đó, sợ bỏ lỡ cái gì. Thiên phượng niết bàn, đây là sự tình cực kỳ hiếm thấy, vạn cổ khó gặp, người hôm nay có thể thấy được xem như đã cực kỳ may mắn. Thế nhưng, chờ đợi nửa ngày, vòng xoáy hỏa diễm vẫn vô cùng an tĩnh, thiên phượng mà đám người muốn thấy được cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là đầu voi đuôi chuột, hoặc là đã thất bại? Có người thầm than đáng tiếc, thiên phượng cố nhiên có thể niết bàn, nhưng niết bàn cũng là có nguy hiểm rất lớn. Bằng không mà nói, phượng hoàng nhất tộc có thể một mực niết bàn, chẳng phải là có thể trường sinh bất tử hay sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn đi tới nơi này, đều là vì quan sát thiên phượng niết bàn, nhưng mà hiện tại cái gì đều không có, bọn họ làm sao cam tâm? Có vài cường giả chuẩn bị tiến về trung ương cốt diễm hải xem xét, nhưng cuối cùng vẫn ngừng bước chân, có nhiều thần thi thủ hộ bốn phía như vậy, ai dám tùy tiện tới gần. Không phải mỗi người đều giống như Tiêu Phàm và Chọc Thiên Hồng, có thể khắc chế thần thi. Oanh, đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời, từ trung ương cốt diễm hải lan tràn bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một đạo huyết sắc lợi mang xông thẳng cửu tiêu, xé nát thiên vũ. Tại phía trên cốt diễm hải, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng. Hắn mày kiếm mắt sáng, lộ ra một cỗ lăng lệ, bá đạo cùng tà dị, hai tay vác lập, ưỡn lưng như tùng, một khuôn mặt anh tuấn cho người ta một loại cảm giác hiên ngang. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, bay lên trong gió, dường như một tôn thiên thần, tản mát ra một loại áp bách cường đại. Là một người, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ người này chính là thiên phượng trong truyền thuyết biến thành. Giờ phút này, cốt diễm hải đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhiệt độ cực nóng tạm thời không phải chiến thánh cảnh bình thường có thể ngăn cản, rất nhiều cường giả đã nhao nhao hướng về trung ương cốt diễm hải bay đi. Đó là, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, bờ môi có chút run rẩy, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, vội vàng xoa xoa con mắt. Đi. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, nhanh chóng hướng về vị trí thanh niên trung ương cốt diễm hải bay đi. Lúc bọn hắn chạy tới, bốn phía đã tụ tập không ít tu sĩ, mọi người đều nhao nhao đáp xuống phía trên một hòn đảo nhỏ. Thiên Phượng tiền bối, chúng ta là người chiến thần điện, cố ý tới đón tiếp tiền bối trở về chiến thần điện. Có người mở miệng, thập phần cung kính nhìn bạch bào thanh niên nói. Tiền bối, chúng ta là người cửu vực liên minh chiến hồn đại lục. Nhưng một mực vì chiến hồn đại lục chiến đấu, tư thế oai hùng của tiền bối vạn năm trước còn rõ mồn một trước mắt, hy vọng tiền bối có thể gia nhập. Lại có một lão già mở miệng nói. Có ít người sau khi tiến vào thần kiếp chi địa cũng không muốn gia nhập chiến thần điện, dần ra, thành lập một cái cửu vực liên minh, điểm này chiến thần điện lại không có phản đối. Bởi vì ở trong mắt chiến thần điện, cửu vực liên minh hoàn toàn là tồn tại tiện tay liền có thể diệt, ngày nào đó thấy ngứa mắt. Liền trực tiếp đập một phát là được. Vị tiền bối này, chúng ta là huyết ma bộ lạc, đặc biệt mời tiền bối gia nhập. Có một thanh niên áo bào đỏ dáng người cao to mở miệng. Thanh niên áo bào đỏ dị thường tuấn tú, thậm chí có chút yêu dị, đôi mắt hiện ra hồng quang, mái tóc màu đỏ choàng ở sau vai,
lộ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Khí tức trên người hắn như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn không ra tu vi chân thực, bất quá ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn về phía hắn có một tia kiêng kỵ. Huyết ma bộ lạc, các ngươi là dị tộc, cũng dám trắng trợn xuất hiện ở cốt diễm hải, các ngươi chán sống rồi sao? Giết bọn hắn, báo thù cho huynh đệ đã chết đi. Nghe thấy mấy chữ huyết ma bộ lạc, tu sĩ chiến hồn đại lục nhao nhao phẫn nộ, nhưng quả thực là không một ai dám xông đi lên. Mấy người Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến hồn đại lục cùng dị tộc không phải sinh tử đối mặt sao? Làm sao hiện tại hữu hảo như thế? Chỉ là đơn giản chào phúng mấy tiếng. Người huyết ma bộ lạc cười lạnh không thôi, tựa như hoàn toàn không đem tu sĩ chiến hồn đại lục đặt vào mắt. Thanh niên áo bào đỏ nghiền ngẫm cười nói, chiến hồn đại lục đúng là hèn nhát, bản thân tử đứng ở chỗ này, tùy tiện các ngươi giết, các ngươi dám động thủ sao? Ngươi, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng nhất thời nghẹn lời, tựa như vô cùng kiêng kỵ thanh niên này người chiến hồn đại lục đều là thứ hèn nhát hay sao? Liên dị tộc đều không dám giết, các ngươi tới thần kiếp chi địa này làm cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mở miệng là Nam Cung Tiêu Tiêu, tay hắn cầm chiến thiên kích, vọt thẳng hướng thanh niên áo bào đỏ gắng sức chém xuống, căn bản không có chút do dự gì. Một màn này, làm đám người hơi kinh ngạc, dị tộc thanh niên áo bào đỏ kia cũng bị sát khí của Nam Cung Tiêu Tiêu làm giật mình, quát lạnh nói, người dám động đến bản thần tử, huyết ma bộ lạc ta nhất định huyết đạp vọng cổ thiên đô. Thần tử cái quỷ gì, giết lại nói. Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào để ý tới hắn là thần tử gì? Bất quá Tiêu Phàm lại là nghe ra một ít môn đạo, thanh niên áo bào đỏ dám xưng là thần tử, địa vị bên trong dị tộc tất nhiên không thấp, liền tựa như địa vị chiến hoàng thiên tại chiến thần điện vậy. Hắn cũng rốt cục biết, tại sao tu sĩ chiến hồn đại lục lại kiêng kỵ thanh niên áo bào đỏ, bởi vì bọn họ đang kiêng kỵ huyết ma bộ lạc. Chỉ là người chiến hồn đại lục sợ hãi. Không có nghĩa là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sợ hãi. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bạch bào thanh niên nói, hoan nghênh trở về. Tiền bối, đừng tin hắn, hắn là người huyết ma bộ lạc, chúng ta và tiền bối đều là người chiến hồn đại lục. Lão giả cửu vực liên minh kia vội vàng kêu lên. Bạch bào thanh niên lại lắc đầu, cười nhạt nói, so với các ngươi, ta đương nhiên tin huynh đệ ta. So với các ngươi. Ta đương nhiên tin huynh đệ ta. Huynh đệ, thanh âm bạch bào thanh niên không lớn, lại làm cho người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm và bạch bào thanh niên. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là một vị tiền bối. Thế nhưng hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, liền chiến thần cảnh đều không phải. Lão đại, hoan nghênh trở về. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Một quyền nện lên LNG ngực bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên không phải người khác mà chính là Lăng Phong đã biến mất nhiều năm, nhưng Tiêu Phàm nghi hoặc là, bác lão làm sao có thể đưa Lăng Phong đến nơi đây? Hơn nữa, còn để Lăng Phong lấy được đại tạo hóa, khí tức trên người hắn phát ra đều làm Tiêu Phàm vô cùng kiêng kỵ, rất hiển nhiên, Lăng Phong đã đột phá chiến thần cảnh. Ha ha, lão tam, ta hiện tại rốt cục mạnh hơn ngươi. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn hiện tại đã đột phá đến chiến thần cảnh, hơn nữa được huyết ngục thiên phượng truyền thừa, tự tin mạnh hơn Tiêu Phàm. Đúng vậy, ta phải ngưỡng mộ ngươi mới được. Tiêu Phàm cười cười. Bất quá một bên Chọc Thiên Hồng lại bĩu môi, trong lòng buồn bực nói, dù ta đều không phải là đối thủ của công tử. Ngươi vừa mới đột phá chiến thần cảnh cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nếu như không phải Tiêu Phàm cùng Lăng Phong quan hệ bất phàm, Chọc Thiên Hồng tuyệt đối tìm Lăng Phong khiêu chiến, thử xem ranh giới cuối cùng của hắn. Nguyên lai ngươi không phải Thiên Phượng tiền bối, chỉ là một người trẻ tuổi trùng hợp được Thiên Phượng truyền thừa, đem Thiên Phượng truyền thừa giao ra, hoặc là theo chúng ta về chiến thần điện, bằng không. Một lão già chiến thần điện nhìn ra vấn đề của Lăng Phong, liền lập tức cười lạnh. Những người khác cũng cười tà nhìn Lăng Phong, vẻ kính sợ trước đó đều biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sát ý. Bằng không thì như thế nào? Lăng Phong không những không giận mà còn cười nhìn những người này nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, đảo qua tu sĩ chiến thần điện cùng cửu vực liên minh, hắn phát hiện, bản thân vẫn là quá đề cao bọn người này.
khó trách chiến hồn đại lục không bằng dị tộc đều đồng lòng hợp sức, mà tu sĩ chiến hồn đại lục lại muốn tự giết lẫn nhau. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm lần thứ nhất phát hiện, làm một tu sĩ chiến hồn đại lục là sự tình đáng buồn đến cỡ nào. Ha ha, vị huynh đệ kia, chúng ta không cần tiếp tụ chiến đi. Thanh niên áo bào đỏ dị tộc cười lớn một tiếng, một quyền đẩy lui Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu ngừng thân hình, không có tiếp tục xông lên, ngược lại phẫn nộ nhìn tu sĩ chiến hồn đại lục. Chỉ cần mấy vị gia nhập huyết ma bộ lạc, mình là ta cam đoan chúng ta sẽ không xuất thủ, thậm chí còn có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi, yêu cầu duy nhất là mấy vị phải trung thành với huyết ma bộ lạc. Thanh niên áo bào đỏ cười ha ha một tiếng nói, bộ dáng như đang xem kịch vui. Không cần, bọn hắn mặc dù đáng giận, nhưng các ngươi càng đáng giận hơn. Lăng Phong gọn gàng mở miệng nói, hiện tại cút, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt Minh La cứng đờ, sau đó nhún nhún vai, ta cười nói, yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ xem kịch vui, chuyện khác mặc kệ. Cút, Lăng Phong lạnh lùng quát, trong mắt hắn, vô luận tu sĩ chiến hồn đại lục đối với hắn như thế nào, nhưng đây tối đa chỉ xem như gia sự. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vấn đề chiến hồn đại lục phải tự mình giải quyết, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tham dự. Chỗ sâu đáy mắt Minh La lóe qua một tia nham hiểm, chần chờ một lúc vẫn nói ra, chúng ta đi. Hắn từ trong mắt Lăng Phong, cảm nhận được một cỗ sát ý nồng đậm, mặc dù hắn không tin Lăng Phong có thể giết hắn, nhưng nếu như tất cả mọi người chiến hồn đại lục một mực đối ngoại, bọn hắn quả thật có khả năng lưu lại nơi này. Nhìn thấy Minh La bị Lăng Phong bước đi. Tất cả tu sĩ chiến hồn đại lục đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là Minh La đó, thần tử huyết ma bộ lạc bị hắn dăm ba câu ép đi. Lăng Phong không có quan tâm ánh mắt đám người, ngược lại lạnh lùng nhìn tu sĩ bốn phía nói, ai muốn truyền thừa, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đứng ra. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hơi gật đầu, Lăng Phong làm như thế cũng hợp với suy nghĩ của hắn. Vô luận như thế nào? Địch nhân chân chính của chiến hồn đại lục không phải là tu sĩ chiến hồn đại lục mà là dị tộc, dù tu sĩ chiến hồn đại lục tu sĩ có mâu thuẫn sinh tử nhưng cũng không nên để Minh La tham dự. Đương nhiên, nếu như có thể, Tiêu Phàm không ngại lưu Minh La lại, nhưng hiển nhiên chuyện này không có khả năng, Minh La vừa rồi cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao thủ, căn bản không phải thực lực chân chính của hắn. Bởi vì hắn cũng không dám ngay trước chiến hồn đại lục tu sĩ mặt giết người. Sợ gây nên nhiều người tức giận. Hô hô, bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở gần Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nhìn Lăng Phong, trong mắt lóe lên quang mang nóng rực. Là ngươi tự mình đem thiên phượng truyền thừa giao ra, hay là chúng ta tự mình tới cầm? Trong đó một người lạnh như băng nhìn Lăng Phong nói. Hôm nay ta rất muốn giết người. Không đợi Lăng Phong mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên từng bước một tiến lên. Lăng Phong nguyên bản còn muốn ngăn cản, nhưng cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, hắn quả thực ngừng lại. Giết người, một tên chiến thánh cảnh mà thôi, có thể giết được ai? Một lão giả khô gầy khinh thường nói, bọn họ đều là cường giả chiến thần cảnh sơ kỳ, tự nhiên không sợ một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong. Phốc phốc, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua chân trời, một cánh tay của lão giả khô gầy đột nhiên bị chém xuống. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hittt đám người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên người Tiêu Phàm, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, nhỏ xuống tiên huyết. Đây chính là chiến thần cảnh đó, lại bị một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong chém đứt cánh tay, ngay cả cơ hội né tránh đều không có. Lăng Phong cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn tưởng là bản thân đã mạnh hơn Tiêu Phàm nhiều, thẳng đến hiện tại. Hắn phát hiện bản thân vẫn quá khinh thường Tiêu Phàm. Hắn mặc dù cũng có thể làm được việc mà Tiêu Phàm vừa mới làm, nhưng hắn là chiến thần cảnh, hơn Tiêu Phàm không chỉ có một tiểu cảnh giới như vậy. Danh con, ta muốn giết ngươi. Lão giả khô gầy phẫn nộ tới cực điểm, bản thân đường đường là chiến thần cảnh, làm sao có thể bị một tên chiến thánh cảnh trẻ tuổi khi nhục. Vừa rồi chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, đường đường chiến thần cảnh. Chỉ biết khi nhục tu sĩ chiến hồn đại lục, lại không dám ứng phó dị tộc, nên giết. Ngữ khí Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, huyết quang đáng sợ từ trên người hắn bạo phát. Ô ô tiếng gầm thét vang lên, sương mù màu máu đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập khắp nơi,
sát khí băng lãnh đông kết thành huyết sắc hàn băng. Đám người tựa như nhìn thấy vô tận quỷ vụ đang gào rít giận dữ, bọn họ lập tức sợ hãi, huyết tinh, khắc nghiệt, băng lãnh, sợ hãi, đủ loại tâm tình phức tạp quanh quẩn trong lòng đám người. Dù là chiến thần cảnh cũng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đang tràn ngập, không khỏi đánh run run. Lão giả khô gầy kia chỉ cảm thấy lạnh cả người, thân thể có chút không nghe sai khiến, vậy mà không bước ra được một bước. Chỉ thấy Tiêu Phàm từng bước một đi tới, thần sắc băng lãnh nhìn hắn, sát cơ vô hạn. Ta là chiến thần cảnh, là công thần chiến hồn đại lục, ngươi không thể giết ta. Lão giả khô gầy rốt cục sợ hãi, đối phương rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh, nhưng lại khiến hắn phát ra sự sợ hãi từ trong nội tâm. Công thần chiến hồn đại lục có thể ngang nhiên giết người mình được sao? Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh, căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Một tên tự xưng là công thần chiến hồn đại lục, lại có thể tùy ý xâm lược tu sĩ chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm làm sao có thể tán đồng dạng này công thần đây? Cười lạnh, Tiêu Phàm nói, hôm nay, chiến thần cũng giết không tha. Hôm nay, chiến thần cũng giết không tha. Lời nói băng lãnh của Tiêu Phàm truyền vào lỗ tai tất cả mọi người ở đây, cỗ huyết sát chi khí kia càng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Sát khí đáng sợ như thế này cần phải giết chết bao nhiêu người mới có được chứ? Đám người vô cùng kinh hãi, không khỏi lui lại mấy bước. À còn không đợi đám người lấy lại tinh thần thì một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết đã vang lên, cái đầu xoay vòng của lão giả đang trợn to mắt không thể tin nhìn thân thể không đầu của mình. Phốc suy một tiếng, từ cái cổ của thân thể không đầu phun ra cột máu cao mấy trượng, bắn về phía không trung. Lúc này, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, đầu lâu lão giả khô gầy nổ tung, một khỏa bạch sắc tinh thể lơ lửng ở trên không. Sát phạt quả đoán, tàn nhẫn, đây là đánh giá của tất cả mọi người dành cho Tiêu Phàm. Một kiếm miểu sát cường giả chiến thần cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đoán chừng không ai sẽ tin. Thần cấm thiên tài. Trong lòng đám người thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm thay đổi, lúc đầu khinh thường, dần dần biến thành kính sợ, thậm chí kinh khủng. Đồng dạng mà nói, tu sĩ chiến thánh cảnh không có khả năng đánh bại cường giả chiến thần cảnh, lại càng không cần phải nói giết chết. Nhưng mà có một loại người có thể làm được, cái kia chính là thần cấm thiên tài. Thần cấm thiên tài có thể lấy tu vi chiến thánh cảnh chém giết cường giả chiến thần cảnh. Dạng nhân vật này, dù đột phá chiến thần cảnh cũng có thể vượt giai khiêu chiến. Hơn nữa vô luận là ở đâu, dạng thiên tài này đều sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, dù sao, đây đều là tuyệt thế thiên tài vạn người không được một. Nơi xa, Lạc Vũ Lạc vừa mới tỉnh lại không lâu nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là vẻ khổ sở, hắn rốt cục biết rõ, Tiêu Phàm tại sao nói bản thân không tư cách làm đối thủ của hắn. Lão giả khô gầy mạnh hơn hắn nhiều, nhưng vẫn thoát không vận mệnh bị miểu sát. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn giết hắn, chỉ cần một kiếm mà thôi. Từ nay về sau, kiếm của Lạc Vũ Lạc ta sẽ chỉ chảy máu của dị tộc. Lạc Vũ Lạc tựa như sáng tỏ thông suốt, còn người băng lãnh nhìn về phía đám dị tộc nơi xa một cái, sau đó quay người rời đi. Chẳng ai ngờ rằng, từ nay về sau, thần kiếp chi địa đột nhiên lại xuất hiện một tên dị tộc liệp sát giả đáng sợ. Tiêu Phàm chém giết lão giả khô gầy kia xong, liền đem viên thần lực chi tinh ném vào bên trong tiểu thiên địa, sau đó con người băng lãnh nhìn về phía mấy người đứng ra chuẩn bị ứng phó Lăng Phong. Chúng ta sai, cầu xin ngươi nể tình chúng ta là tu sĩ chiến hồn đại lục, tha cho chúng ta một mạng. Có một người rốt cục chịu không nổi cỗ áp lực kia của Tiêu Phàm, hắn hướng về phía Tiêu Phàm bái thật sâu, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Mấy người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ có chút không phục. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có một tên nam tử trung niên lấy dũng khí giễu cợt nói, chúng ta là người chiến thần điện, nếu ngươi giết chúng ta, chiến thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc, đáp lại lời nói của hắn chỉ có một kiếm, kiếm lên kiếm rơi, đầu người lăn xuống, trong mắt nam tử trung niên đều là vẻ không thể tin được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại quyết đoán như thế. Đám người cũng bị sát tính Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Giết một người đối với hắn mà nói, tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Chiến thần điện vốn là kẻ phản bội chiến hồn đại lục, có gì đáng tự hào ư? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Người khác không rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm lại minh bạch, chiến thần điện để những người này đến thần chi kiếp địa. Thứ nhất là gạt bỏ thiên tài chiến hồn đại lục,
thứ hai là khống chế tu sĩ đột phá chiến thần cảnh. Vô luận như thế nào, cuối cùng được lợi đều là chiến thần điện, hoặc có thể nói là dị tộc huyết ma bộ lạc. Muốn cướp đồ vật của các ngươi là ta sai, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng không thể vũ nhục chiến thần điện. Lại một người phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngữ khí kia tựa như đang Tiêu Phàm đoạt đồ vật của bọn hắn, chứ không phải bọn hắn đang đoạt đồ vật của bọn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Chọc Thiên Hồng một cái, Chọc Thiên Hồng hướng về phía hắn gật đầu. Lại một đạo kiếm quang lóe qua, thân thể người kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ vương vãi xuống, thần lực chi tinh lần nữa rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Nhìn chằm chằm viên thần lực chi tinh kia, Tiêu Phàm cau mày. Giờ khắc này, tu sĩ toàn trường câm như hến, không ai dám mở miệng, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Một lời không hợp liền giết người, người như vậy quá đáng sợ. Nơi xa, đám người Minh La núp trong bóng tối nhìn thấy một màn này cũng phải hít ngụm khí lạnh, bọn hắn từng gặp qua ngoan nhân, nhưng mà hung ác giống Tiêu Phàm thì là lần thứ nhất bọn họ thấy được. Thần tử, người này sát phạt quả đoán, nên nhanh chóng diệt trừ. Một tên thủ hạ của Minh La hít sâu một hơi nói. Người này không dễ giết, Minh La gật đầu, lạnh giọng nói, bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều phải chết. Thần tử, Viêm Vũ có chuyện quan trọng cầu kiến. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, sau lưng hắn còn có một tên nam tử to con. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra người này chính cường giả chiến thần dị tộc trước đó chạy thoát. Chuyện gì, Minh La hơi không kiên nhẫn nhìn Viêm Vũ nói. Khởi bẩm thần tử, thuộc hạ nhìn thấy thí thần chi hồn. Viêm Vũ hít sâu một cái nói. Cái gì, toàn thân Minh La run lên, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Hồn thú chiến hồn đại lục sợ thí thần, nhưng tu sĩ dị tộc càng sợ hơn, người xác định. Xác định, hơn nữa người kia chính là kẻ trước mắt. Viêm Vũ đem kinh lịch những ngày qua nói đơn giản một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm nơi xa. Thì ra là thế, khó trách sát tính hắn lớn như thế, người này phải chết, vô luận như thế nào đều phải chết. Minh La nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện tay ném cho Viêm Vũ một khối lệnh bài, nói, Viêm Vũ. Bản thần tử ghi cho ngươi một đại công, qua một thời gian nữa chính là Nguyệt Viên chi dạ, ngươi mang theo lệnh bài này tìm phó thống lĩnh, nói hắn cần phải phái cường giả tới chu sát thí thần. Vâng, thần tử, tiếp nhận lệnh bài, thần tình Viêm Vũ kích động nói, có Minh La lệnh bài này, hắn liền có thể trực tiếp tìm phó thống lĩnh. Mà Tiêu Phàm lại hoàn toàn không biết mình đã bị người khác tiếp cận, còn người hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên thần lực chi tinh kia. Hồi lâu mới nói các ngươi biết ta vì sao muốn giết bọn hắn không? Đám người không nói, cũng không dám nói, rất sợ một lời không hợp liền bị Tiêu Phàm chém chết. Bởi vì bọn hắn đều đã bị người khác khống chế, mà người khống chế các ngươi chính là điện chủ chiến thần điện, chiến luân hồi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra. Không có khả năng, điện chủ đại nhân sẽ không làm như thế. Có người trước tiên bảo vệ uy nghiêm của chiến luân hồi. Phần lớn người chiến thần điện đều lộ ra vẻ không tin. Biết ngay là các ngươi không tin. Tiêu Phàm cho Chọc Thiên Hồng một cái ánh mắt. Chọc Thiên Hồng đi lên trước, một ngón tay điểm lên thần lực chi tinh kia. Sau một khắc, thần lực chi tinh đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo đường vân cực kỳ rườm rà hiển lộ ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, có ít người tự nhiên biết được đường vân này quỷ dị. Lúc này, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm một tiếng, viên thần lực chi tinh kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trên không trung. Hiện tại các ngươi tin chưa? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, còn người băng lãnh đảo qua toàn trường, Phàm là người được chiến thần điện ban cho thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, 89 phần 10 đều đã bị khống chế, các ngươi cảm thấy, bình thường chiến luân hồi không có việc gì sẽ khống chế các ngươi sao? Trên mặt đám người lóe qua một trận bối rối, tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Vừa rồi không tin, nhưng hiện tại bọn họ có chút tin tưởng, chiến thánh cảnh cho dù lợi hại như thế nào cũng không có khả năng hủy đi thần lực chi tinh. Ngươi, mệnh cách các ngươi đều có ấn ký của người khác. Tiêu Phàm chỉ trong đó ba người nói, về phần tu sĩ chiến thánh cảnh, không sợ đả kích các ngươi còn không có tư cách bị chiến luân hồi khống chế. Tiêu Phàm, người vậy mà đi tới thần kiếp chi địa. Đột nhiên. Một tên tu sĩ ngữ khí băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghe vậy,
một kiếm vung ra, tên tu sĩ kia bỗng nhiên nổ tung, một đạo kim sắc lôi điện bắn ra, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đạo kim sắc lôi điện kia tà tà cười nói, tới giết ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.